Năm 1671, Thái Tiêu Thánh Sơn. Lôi Linh Vương cùng Thần Tiêu Vương bất đồng, Thần Tiêu Vương chỉ là bởi vì mi tâm có xích long ấn ký, cho nên mới không thể không tiếp nhận mệnh lệnh cùng khống chế của Lăng Tiêu, nhưng Lôi Linh Vương lại triệt để bị Lăng Tiêu khống chế, thậm chí còn để lại một tia chân linh ở trong vô tự thiên thư, coi như là Lôi Linh Vương mỗi một ngày thật sự chứng đạo thành thánh, cũng không có khả năng phản bội Lăng Tiêu. Cho nên để lôi linh vương trở thành khí linh phiên thiên ấn mới là lựa chọn tốt nhất. Lăng Tiêu không có lựa chọn lập tức rời đi, mà là ở Vong Xuyên Hà bên trong bế quan tu luyện, bình ngạn hoa bên trong ẩn chứa tử vong đại đạo bổn nguyên lực lượng. Nhưng là phiến thế giới này dù sao chỉ là phiên thiên ấn bên trong không gian, thiên đạo pháp tắc cũng không hoàn chỉnh. ở chỗ này trên cơ bản không có khả năng chứng đạo thành thánh, ngưng tụ xuất đạo quả. Bất quá Lăng Tiêu cũng là có thể giống chín đại phong hào Khô Lâu Vương như vậy, có được thánh nhân chiến lực. ầm ầm, thiên địa rung động, lực luân hồi mênh mông trong Vong Xuyên Hà bốc lên lăng tiêu ngồi xếp bằng trong vong xuyên hà khí cơ thần bí xung quanh đan sen ở phía sau hắn hình thành từng đạo hào quang thần bí sinh tử khô vinh ý cảnh thần bí từ trên người hắn tản mắt ra khí tức lăng tiêu cũng là càng ngày càng khủng bố đã vượt xa lực lượng cửu tinh tử kim khô lâu vương trở nên càng ngày càng sâu không lường được long ngạo thiên kia lại dám đoạt bỉ ngạn hoa của ta hắn thật sự đáng chết a à bất quá thần tiêu vương đã đuổi vào trong vong xuyên hà nói vậy hắn cũng căn bản không cách nào từ trong tay thần tiêu vương đào thoát hẳn phải chết không thể nghi ngờ trong cung điện to lớn mà cổ xưa chiến thiên hành ngồi trên ghế ngồi thật lớn trong ánh mắt tràn đầy dao động không cam lòng và phẫn nộ hắn khổ sở chủ tính chính là vì muốn có được bỉ ngạn hoa sau đó mở ra một chỗ hạch tâm kia tìm được biện pháp khống chế phiên thiên ấn nhưng hiện tại bỉ ngạn hoa mất đi hết thảy cũng đã thất bại trong găng tấc Vô luận là lăng tiêu chiếm được bỉ ngạn hoa hay là thần tiêu vương chiếm được bỉ ngạn hoa, đối với hắn mà nói cũng không phải là một tin tức tốt. Chiến thiên hành quả thật có được huyết mạch chiến tộc, vị trí trái tim của hắn một giọt huyết châu bảy màu, chính là huyết mạch chiến tộc. Chiến thiên hành từ trong trí nhớ truyền thừa biết được bí mật của phiên thiên ấn, nhất là sau khi đi tới mảnh thế giới này, hắn càng thêm hiểu được sự thần bí và cường đại của phiên thiên ấn. Phiên thiên ấn căn bản không phải một kiện thánh bảo đơn giản như vậy, chiến thiên hành muốn chấn hưng chiến tộc, thậm chí giống như hung thủ làm hại chiến tộc bị diệt báo thù rửa hận, phiên thiên ấn bắt buộc phải có. Cửu đại vương giả mỗi người tự chiến, cũng không có khả năng đồng tâm hiệp lực mở ra chỗ kia hạch tâm chi địa. Hôm nay kế, chỉ có đem bảy người bọn họ huyết tế, sau đó liều mạng hao tổn chiến tộc huyết mạch, nhìn xem có thể hay không mở ra nơi đó đi. Chiến thiên hành ánh mắt sâu thẳm, âm thầm thầm nghĩ. Cũng may lúc trước bên bờ sông vong xuyên đại hỗn chiến, bảy thù hạ của hắn, Thừa dịp người của phong thủy thôn, bàn cổ thôn và mộ vương thôn chưa chuẩn bị, bắt cảnh long và cảnh hồ tới, hiện tại ngoại trừ lăng tiêu ra, trong 9 người thừa kế, đã có 7 người đều bị chiến thiên hành bắt được. Việc này không nên chậm trễ, nhất định phải nhanh chóng hành động. Chiến thiên hành thầm nghĩ, trong con người lộ ra một tia sắc bén. Thái tiêu thánh sơn, núi cao mấy vạn trượng, liên tiếp thiên địa khí thế hùng hồn bằng bạc vô cùng tràn ngập tử sát chi khí nồng đậm chính là động phủ thái tiêu vương trong cửu đại phong hào khô lâu vương đỉnh thái tiêu thánh sơn thành lập một tòa cung điện thật lớn thủ vệ bên ngoài cung điện dĩ nhiên tất cả đều là tử kim khô lâu vương một đám thân cao trăm trượng khí tức vô cùng cường đại xương cốt trong suốt sáng chói tản ra sát khí ngập trời trên thái tiêu thánh sơn khắp nơi đều là cường giả bộ tộc khô lâu cường đại hắc thiết khô lâu thanh đồng khô lâu cùng bạch ngân khô lâu căn bản không có tư cách bước lên thái tiêu thánh sơn chỉ có thể ở chung quanh du đãng hoàng kim khô lâu cùng bạch kim khô lâu cũng chỉ là tiểu binh thủ hộ thái tiêu thánh sơn mà thôi chỉ có từ kim khô lâu vương mới được coi là một phương đại tướng thái tiêu vương đã bế quan rất nhiều năm thủ hạ của hắn vẫn trung thành và tận tâm thủ hộ ở bên ngoài toàn bộ thái tiêu thánh sơn đều đề phòng nghiêm ngặt căn bản không ai dám xông vào nơi này đây là thái tiêu thánh sơn sao quả nhiên khí thế bất phàm lăng tiêu cùng thần tiêu vương cùng nhau đứng ở đám mây nhìn phía trước khí thế bằng bạc thái tiêu thánh sơn chậm rãi nói ra đây chính là thái tiêu thánh sơn thái tiêu vương đã bế quan rất nhiều năm ngay cả bỉ ngạn hoa xuất hiện cũng không có để cho hắn xuất quan chủ nhân lúc này đây chúng ta liền làm bộ như tới bái phòng bộ dáng ngươi đi theo bên cạnh ta chúng ta xuất kỳ bất ý trực tiếp đem thái tiêu vương bắt lại thần tiêu vương nói trong ánh mắt có một tia kích động cửu đại phong hào khô lâu vương tọa chấn tử vong thế giới, nhưng trong lúc đó có thể nói là không tín nhiệm lẫn nhau, hơn nữa đều muốn thôn phệ đối phương, trở thành chúa tể duy nhất của phiến thế giới này, chỉ là bởi vì chính người bọn họ thực lực tương đương, ai cũng không làm gì được, cho nên mới bảo chỉ loại trạng thái này nhiều năm như vậy. Tốt, giao cho ngươi. Lăng tiêu thản nhiên nói, khí tức quanh thân hắn trở nên như có như không, xương cốt vẫn tản ra hào quang màu tím, chỉ là tinh mang trong mi tâm biến thành một viên, che trời bí thuật hoàn mỹ không tì vết che giấu khí tức trên người lăng tiêu. Ngay cả thần tiêu vương giờ phút này cũng không phát hiện được cảnh giới cùng lực lượng chân chính của lăng tiêu. Thái tiêu đạo hữu, thần tiêu tới chơi, người còn tính bế quan không ra sao. Thân ảnh thần tiêu vương xuất hiện trên bầu trời thái tiêu thánh sơn, thanh âm giống như sấm sét nổ tung, làm cho tất cả cường giả khô lâu nhất tộc trên thái tiêu thánh sơn không khỏi chấn động cả người nhất thời vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm thần tiêu vương ẩm ẩm thế nhưng khi trên người thần tiêu vương tản mát ra một cỗ khí thế mênh mông vô cùng phẳng phất là vương giả vô địch uy áp thiên hạ thậm chí làm cho tử kim khô lâu vương đều là nhịn không được cả người run rẩy sợ tới mức trực tiếp quỳ lệ xuống bọn họ đều biết một trong chín đại chúa tể vĩ đại nhất của phiến thế giới này hàng lâm trên Thái Tiêu Thánh Sơn, tất cả cường giả Khô Lâu nhất tộc đều quỳ lại, đây là áp chế đẳng cấp của Khô Lâu nhất tộc, cho dù là Khô Lâu Vương Tử Kim giờ phút này cũng run rẩy cả người, tản ra dao động sợ hãi. Lăng Tiêu đi theo sau Thần Tiêu Vương, trong ánh mắt có một tia kỳ dị. May mà hắn là người thừa kế, là nhân tộc, cho nên cái gọi là áp chế đẳng cấp của bộ tộc Khô Lâu đối với hắn cũng không có tác dụng gì, nếu không chỉ sợ hắn gặp Thần Tiêu Vương cũng không cần đánh, trực tiếp sẽ bị ép quỳ xuống thần phục. Bùm! trên thái tiêu thánh sơn tòa cung điện khổng lồ kia ẩm ẩm mở rộng từ trong đó đi ra một người trung niên mặc đạo bào màu vàng huyền thoạt nhìn thân hình cao lớn anh vĩ bất phàm trong con người có quang mang thần bí lóe ra phảng phất là huyền hoàng nghị khí thần bí khó lường đây chính là thái tiêu vương tu luyện huyền hoàng thánh đạo sao xem ra quả nhiên là chiến thần điện cửu đại tuyệt thế thánh pháp trong lòng lăng tiêu âm thầm khẽ động cùng suy đoán của hắn chiếm được xác minh thái tiêu vương tu luyện chính là huyền hoàng thánh đạo có thể khống chế huyền hoàng chi lực thực lực đồng dạng là vô cùng cường đại nguyên lai là thần tiêu đạo hữu nghe nói ngươi đi vong xuyên hà tranh đoạt bỉ ngạn hoa làm sao có thể rảnh rỗi đến ta thái tiêu thánh sơn thái tiêu vương thản nhiên cười nói trong con ngươi lộ ra một tia quang mang kỳ dị đến thái tiêu thánh sơn tự nhiên là có chuyện muốn cùng thái tiêu đạo hữu thương lượng lúc này đây ta ở vong xuyên hà bên trong cũng không có đoạt được bỉ ngạn hoa bỉ ngạn hoa bị một cái người thừa kế cho cướp đi thần tiêu vương nhìn chằm chằm thái tiêu vương chậm rãi nói ra cái gì người thừa kế rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thần sắc thái tiêu vương cũng trở nên có chút ngưng trọng khó có thể che giấu khiếp sợ trong ánh mắt việc này một lời khó nói hết bất quá đại kết nạn của chúng ta sắp tới thần tiêu vương cười khổ một tiếng nói sau đó cùng thái tiêu vương lên xuống đỉnh thái tiêu thánh sơn lăng tiêu cũng đi theo phía sau thần tiêu vương chỉ là hắn giờ phút này thi triển bí thuật che trời chỉ có cảnh giới nhất tinh tử kim khô lô vương hơn nữa ngay cả khí tức người thừa kế trên người hắn cũng bị che giấu cho nên thái tiêu vương chỉ là nghi hoặc nước mắt nhìn hắn một cái cũng không có hoài nghi cái gì đại kiếp nạn là chỉ cái gì kính xin thần tiêu đạo hữu giải thích nghi hoặc cho ta thái tiêu vương quả nhiên bị lời nói của thần tiêu vương hấp dẫn lực chú ý ông ấn ký hình rồng trong mi tâm thái tiêu vương tản mát ra một đạo hào quang rực rỡ thần bí khó lường nhất thời làm cho sắc mặt thái tiêu vương đại biến giống như là gặp quỷ vậy ta lần này tại vong xuyên hả bên trong gặp một cái người thừa kế hắn cướp đi bỉ ngạn hoa bởi vì hắn không phải bình thường người thừa kế hắn là đại thiên tôn chân truyền đệ tử nói cách khác hắn chính là chúng ta thiếu chủ ta thật vất vả mới từ trong tay hắn đào thoát cho nên lập tức liền chạy tới thái tiêu thánh sơn tìm ngươi thương nghị việc này thần tiêu vương thần sắc trịnh trọng nói đại thiên tôn cũng đã biến mất trăm vạn năm qua nhiều năm như vậy vô số người thừa kế cơ hồ đều bị chúng ta bình định làm sao lại vào lúc này xuất hiện một vị thiếu chủ thần tiêu đạo hữu người thừa kế kia thực lực như thế nào trong ánh mắt thái tiêu vương lộ ra một tia sát khí lạnh như băng mấu chốt nhất chính là hắn có thể khống chế chúng ta xích long ấn ký tuy nói chúng ta bây giờ thực lực đại tiến có thể tạm thời áp chế xích long ấn ký nhưng đối mặt vị kia thiếu chủ thời điểm khó tránh khỏi sẽ có rất lớn cản trở chúng ta nhất định phải nghĩ một cái toàn vẹn chi sách thần tiêu vương nghiêm túc nói thần tiêu đạo hữu người lớn tuổi nhất kiến thức rộng rãi chúng ta đều nghe lời ngươi thái tiêu vương hết sức kiên kỵ nói vừa nhắc tới vị thiếu chủ kia lập tức khiến nội tâm của hắn có chút hỗn loạn ta chém giết một vị người thừa kế từ trong tay hắn chiếm được một kiện bảo vật có lẽ có thể giúp chúng ta chu sát vị thiếu chủ kia ngươi xem thần tiêu vương mỉm cười nói trong lòng bàn tay quang mang sáng chói trong phút chốc một khối bia đá cổ xưa trôi nổi ở trong hư không tản ra ba động cổ xưa dày nặng mà thần bí đây là bảo vật gì ánh mắt thái tiêu vương quả nhiên bị tấm bia đá hấp dẫn không tự chủ vươn tay sờ tấm bia đá bùm nhưng vào lúc này tấm bia đá bỗng nhiên ong ong run lên trong phút chốc tràn ngập ra mênh mông hỗn độn quang mang lấy tốc độ cực nhanh trực tiếp nện vào thái tiêu vương trên người trên người thái tiêu vương tràn ngập một cỗ hào quang huyền hoàng mênh mông ẩn chứa lực phòng ngự dày nặng vô cùng khi cảm giác được nguy cơ trong nháy mắt liền phát động thần tiêu ngươi muốn làm gì thái tiêu vương vừa sợ vừa giận nhất thời điên cuồng giống lên một tiếng nói thế nhưng thiên đạo hỗn độn bia tốc độ quá nhanh hơn nữa khoảng cách thái tiêu vương thập phần gần trực tiếp liền đánh vào trên người của hắn, đem trên người hắn cái kia một cỗ huyền hoàng quang mang trực tiếp đánh nát ra, sau đó đem Thái Tiêu Vương đập ngã trên mặt đất. Ông! Thiên đạo hỗn độn bia trong phút chốc lấy một hóa chín, chín khối thiên đạo hỗn độn bia lẫn nhau đan xen cùng một chỗ, trực tiếp hình thành một mảnh thần bí mà mênh mông trận pháp kết giới, đem Thái Tiêu Vương bao phủ ở trong đó. Ẩm ẩm! Thần Tiêu Vương trong ánh mắt thần mang bùng nổ, cầm lên cổ kiếm màu tím, xung quanh lôi đình chấn động, không nói một lời liền hướng Thái Tiêu Vương phát động lôi đình một kích. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu cũng động thủ. Nghịch loạn bát thức bị Lăng Tiêu triệt để thúc dục, trực tiếp 16 lần lực lượng bộc phát, để Lăng Tiêu cả người đều tản mát ra một cỗ hủy diệt khí tức ba động, trực tiếp một đạo hỗn độn quyền ấn hướng về Thái Tiêu Vương đập tới. Hai người ra tay đều nhanh như chớp, hơn nữa cực kỳ ăn ý giờ phút này thái tiêu vương bị thiên đạo hỗn độn bia đập ngã xuống đất huyền hoàng kết giới trên người bị phá vỡ lại bị thiên đạo hỗn độn bia vây khốn dưới sự liên thủ vây công của lăng tiêu và thần tiêu vương trong nháy mắt liền rơi vào thế hạ phong bùm lôi quang rực rỡ nở rộ ra trong lòng bàn tay thái tiêu vương xuất hiện một thanh huyền hoàng đao nặng nề đột nhiên va chạm với cổ kiếm trong tay thần tiêu vương đồng thời nở rộ ra thần quang rực rỡ mà lăng tiêu một quyền kia hướng Thái Tiêu Vương bao phủ xuống, thì là để cho hắn căn bản không có ngăn cản đường sống, chỉ có thể lấy thân thể ngạnh kháng. Răng rắc, chỉ nghe thấy một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, lăng tiêu một quyền oanh ở Thái Tiêu Vương trên ngực, nhất thời làm cho ngực của hắn sụp đổ, máu thịt nổ tung, trực tiếp xuất hiện một đạo to lớn huyết động. Sau khi lăng tiêu luyện hóa bỉ ngạn hoa, một thân thực lực khủng bố đuổi theo cửu đại phong hào khô lâu vương, giờ phút này lại thi triển nghịch loạn bát thức, truy cầu lực lượng thân thể cực hạn. Khủng bố vô cùng, ngay cả Thái Tiêu Vương cũng căn bản không có cách nào thừa nhận. Ngươi, ngươi chính là cái gọi là thiếu chủ kia. Thần Tiêu đạo hữu, ngươi lại đầu nhập vào hắn. Ha 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 ha, thật sự là không nghĩ tới A. À. Thái Tiêu Vương giận dữ mà cười, điên cuồng giống lên. Chỉ cần ngươi thần phục chủ nhân, chủ nhân tha cho ngươi khỏi chết, nếu không dựa vào nơi hiểm yếu ngoan cố chống lại, chỉ có một con đường chết. Thần Tiêu Vương thanh âm lạnh lùng nói, xuống tay lại càng ngày càng sắc bén hắn sở dĩ cùng lăng tiêu lựa chọn cái thứ nhất đối với thái tiêu vương động thủ cũng là bởi vì thái tiêu vương chính là một trong chín đại phong hào khô lâu vương phòng ngự mạnh nhất nhưng chiến lực cũng là yếu nhất hơn nữa cùng thần tiêu vương quan hệ không tệ có thể lớn nhất bỏ đi trong lòng hắn phòng bị cho nên bọn họ lợi dụng thiên đạo hỗn độn bia lực lượng đối với thái tiêu vương phát động tập kích thần tiêu vương cùng lăng tiêu theo sát phía sau xuất kích trong nháy mắt liền để cho thái tiêu vương bị thương nặng đừng mơ tưởng ta sẽ không thần phục bất luận kẻ nào thái tiêu vương điên cuồng giống lên không biết sống chết trong ánh mắt thần tiêu vương sát cơ chợt lóe thúc giục thánh uy kinh khủng vô cùng quanh thân từng đạo lôi quang đan sen để cho cổ kiếm màu tím trong tay hắn càng ngày càng sắc bén không ngừng hướng thái tiêu vương phát động công kích bùm mà vào lúc này lăng tiêu quanh thân tản ra một cỗ thần bí mà mênh mông khí tức ba động nghịch mệnh thật thức thứ tư bị hắn thúc giục trong phút chốc phía sau ba ngàn giới hiện lên phảng phất có một loại sinh tử luân hồi huyễn diệt bất định khí tức ba động nở rộ ra hướng về thái tiêu vương bao phủ mà đi sắc mặt thái tiêu vương trong nháy mắt đại biến bởi vì ấn ký hình rồng trong mi tâm hắn cũng theo đó hiện ra đó là một con thần long màu đỏ thoạt nhìn trông rất sống động tản ra long uy cường đại hơn nữa có tiếng long ngâm cường đại vang lên hình thành một cỗ phong ấn lực lượng cường đại lượn lờ ở trong mi tâm thái tiêu vương hơn nữa hướng trong cơ thể hắn lan tràn mà đi sinh cơ và tử khí trong cơ thể hắn bắt đầu sôi trao kịch liệt trở nên vô cùng hỗn loạn giống như cả người sắp nổ tung trong nháy mắt thái tiêu vương nhất thời sắc mặt đại biến trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi không thể che giấu vốn dĩ lấy thực lực của thái tiêu vương là có thể phong ấn ấn ký xích long thế nhưng sau khi bị lăng tiêu cùng thần tiêu vương trọng thương lăng tiêu thúc giục nghịch mệnh thuật thức thứ tư thái tiêu vương liền cũng không cách nào phong ấn ấn ký xích long trực tiếp bị lăng tiêu khống chế thái tiêu vương giờ phút này có thể cảm giác được xích long ấn ký bị triệt để kích phát lăng tiêu muốn giết hắn cũng chính là ở trong khoảnh khắc mà thôi ta nguyện ý thần phục Thái Tiêu Vương trong ánh mắt tràn đầy thần sắc không cam lòng, nhưng ở tử vong uy hiếp trước mặt, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn khuất phục. Sớm thần phục thật tốt, như vậy cũng không cần chịu nhiều khổ như vậy. Thần Tiêu Vương cười lạnh một tiếng nói. Ông! Trong ánh mắt lăng tiêu thần mang rực rỡ, nghịch mệnh thuật bộc phát ra, một cỗ lực lượng mênh mông trực tiếp dung nhập vào trong xích long ấn ký. Xích long ấn ký bị kích phát triệt để, Thái Tiêu Vương liền không còn cách nào phong ấn xích long ấn ký. Sinh tử toàn bộ ở trong lòng bàn tay lăng tiêu, Cửu đại phong hào Khô Lâu Vương, Lăng Tiêu đã thu phục hai người Thần Tiêu Vương cùng Thái Tiêu Vương. "Chúc mừng thiếu chủ, chúc mừng thiếu chủ." Cửu đại phong hào Khô Lâu Vương mỗi người tự chiến, chỉ cần tin tức không tiết lộ, chúng ta có thể tiêu diệt từng bộ phận bọn họ, toàn bộ hàng phục. Thần Tiêu Vương cùng Thái Tiêu Vương chiều quỳ lại Lăng Tiêu, vuốt mông ngựa. "Đi thôi, người kế tiếp." Trong ánh mắt Lăng Tiêu cũng lộ ra một tia chờ mong, tập hợp lực lượng của chín đại phong hào Khô Lâu Vương mới có thể mở ra nghịch mệnh cung nghịch mệnh cung ngay cả chính đại phong hào khô lâu vương cũng không biết là địa phương nào nhưng chỉ biết là trung tâm của phiến thế giới này cũng là trung tâm then chốt của phiên thiên ấn kế tiếp địa phương thứ ba là thanh tiêu vương của thanh tiêu thánh sơn có thần tiêu vương cùng thái tiêu vương hơn nữa lăng tiêu ba người cùng một chỗ cơ hồ là không cần tốn nhiều sức liền hàng phục thanh tiêu vương tiếp theo là bích tiêu vương lúc ở bích tiêu thánh sơn xảy ra một chút ngoài ý muốn thật không ngờ cảnh tiêu vương cũng ở bích tiêu thánh sơn mấy người lăng tiêu tùy rằng toàn lực xuất thủ bắt bích tiêu vương nhưng cảnh tiêu vương liều lĩnh chạy chối chết cuối cùng vẫn chạy ra khỏi bích tiêu thánh sơn tin tức vẫn bại lộ cuối cùng năm đại vương giả cảnh tiêu vương đan tiêu vương ngọc tiêu vương quỳnh tiêu vương cùng tử tiêu vương tất cả đều là hoàn toàn khiếp sợ căn bản không nghĩ tới trong lúc vô thanh vô tức chín đại vương giả liền có bốn người bị người bắt Cuối cùng năm đại vương giả hội tụ ở Tử Tiêu Thánh Sơn trên, hơn nữa sốt ruột khô lâu nhất tộc vô số cường giả cùng nhau, chuẩn bị chống lại Lăng Tiêu cùng tứ đại vương giả, cùng bọn họ quyết một trận tử chiến. Thật sự là người tính không bằng trời tính, thật không ngờ tin tức vẫn là tiết lộ ra ngoài, thiếu chủ, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Thần Tiêu Vương có chút bất đắc dĩ nói, chúng ta về phong thủy thôn trước. Trong ánh mắt Lăng Tiêu thần mang chợt lóe, thản nhiên nói, nếu tin tức đã tiết lộ, Lăng Tiêu cũng không có lo lắng cái gì, cùng lắm thì đem năm đại vương giả kia một lưới bắt hết mà thôi, trải qua mấy lần đại chiến này về sau, đối với còn lại cái kia năm đại vương giả cũng không có bị Lăng Tiêu để ở trong mắt. Chỉ là trước khi đại quyết chiến, còn phải chuẩn bị nhất định. Thời điểm trở lại phong thủy thôn, Lý Thành Vân, bàn cổ phong cùng mộ Nguyên Thịnh đã mang theo cường giả tam tộc hội tụ ở trong phong thủy thôn, tinh nguyện tam tộc xuất hết, từng người đều là vô cùng kích động, cả người tản ra chiến y cường đại. Tin tức lăng tiêu hàng phục tứ đại vương giả, Chấn kinh toàn bộ thế giới tử vong, tự nhiên đám người Lý Thành Vân cũng đều biết. Long tiểu hữu, thật không ngờ ngươi lại hàng phục tứ đại vương giả. Xem ra, ngươi mới là thiên mệnh chi chủ của Phiên Thiên Ấn." Lý Thành Vân khẽ thở dài một tiếng nói. Bọn họ lúc trước tuy rằng đối với Lăng Tiêu ôm hy vọng nhất định, nhưng cũng căn bản không nghĩ tới Lăng Tiêu có thể làm được một bước này, tại Vong Xuyên Hà bên trong cướp được Bỉ Ngạn Hoa, sau đó tại trong thời gian ngắn hàng phục Thần Tiêu Vương, Thái Tiêu Vương, Thanh Tiêu Vương cùng Bích Tiêu Vương, khi tin tức truyền đến thời điểm bọn họ đều là khó có thể tin thẳng đến lăng tiêu mang theo tứ đại vương giả đứng ở trước mặt bọn họ bọn họ mới là thoáng như ở trong mộng đồng dạng long tiểu hữu chúng ta cũng nghe nói còn lại năm đại vương giả tập kết ở tử tiêu thánh sơn chuẩn bị dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chúng ta đều quyết định cùng ngươi giết lên tử tiêu thánh sơn đem năm vị vương giả kia tất cả đều bắt lại bàn cổ phong cũng cười ha ha một tiếng nói ta lần này cũng là muốn mười ba vị lão trường trợ giúp ta một tay còn lại cái kia năm đại vương giả bọn họ không thể chết chỉ cần có thể đem bọn họ đánh thành trọng thương ta tự nhiên có thể đem bọn họ toàn bộ hàng phục lăng tiêu khẽ cười nói đem bọn hắn toàn bộ đánh thành trọng thương chỉ sợ không phải một kiện chuyện dễ dàng chỉ dựa vào chúng ta những người này còn chưa đủ bất quá chúng ta lại có thể mượn trận pháp lực lượng lý thành vân thoáng trầm ngâm một chút chậm rãi nói ra trận pháp lực chẳng lẽ lý trường lão nói là ngũ hành âm dương long thần trận sao Lăng tiêu hỏi, ngũ hành âm dương long thần trận quả thật uy lực bất phàm, nếu bọn họ những người này bày ra ngũ hành âm dương long thần trận, hẳn là có thể chiếm cứ thượng phong. Ta nơi này, có nhị thiên tôn truyền xuống sáu đạo luân hồi đại trận, cần sáu người bố trận, có thể bộc phát ra mấy chục thậm chí hơn trăm lần lực lượng. Lý Thành Vân tự tin nói, nhị thiên tôn truyền xuống, đó không phải là khí linh phiên thiên ấn sao? Tốt lắm! Vậy để Lý Trường Lão dạy chúng ta diễn luyện lục đạo luân hồi đại trận, sau đó quyết một trận tử chiến với ngũ đại vương giả ánh mắt lăng tiêu hơi chấn động, gật gật đầu nói. Lục đạo luân hồi đại trận, ẩn chứa sinh tử luân hồi lực lượng, chỉ cần là sinh linh nhập trận, nhất định sẽ bị thôn phệ sinh cơ, rơi vào luân hồi, ở trong đó vĩnh viễn trầm luân xuống. Lục đạo luân hồi đại trận, cần 7 người đến bố trận, trong đó 6 người mỗi trưởng một đạo trận pháp, người thứ bảy là trận pháp hạch tâm, tọa chấn trung khu, cuối cùng quyết định lý thành vân tọa trấn trung khu bàn cổ phong mộ nguyên thịnh thần tiêu vương thái tiêu vương thanh tiêu vương cùng bích tiêu vương phân biệt trưởng một đạo trận pháp bày ra sáu đạo luân hồi đại trận lăng tiêu thì là tùy thời hàng phục năm đại vương giả kia tất cả mọi người là hạng người thiên phú tuyệt luân lục đạo luân hồi đại trận tuy rằng vô cùng thâm ảo nhưng dưới sự chủ trì của lý thành vân mỗi người chỉ nắm giữ một đạo trận pháp bởi vậy mài hợp lẫn nhau cũng cực nhanh vẻn vẹn là thời gian một tháng bọn họ cũng đã đem lục đạo luân hồi đại trận tế luyện đến cảnh giới thông hiểu đạo lý đáng chết long ngạo thiên vậy mà không chết còn hàng phục tứ đại vương giả không được ta nhất định phải tăng nhanh tốc độ một mảnh thần bí trong sơn cốc mây mù tràn ngập hào quang sáng chói chiến thiên hành đứng ở trong sơn cốc thần sắc âm trầm vô cùng hắn đi tới nơi này đã một tháng thời gian ở phía trước hắn chính là một mảnh sáng chói quang môn chỉ là phía trên có chính đạo tinh mang hội tụ thành một đạo vô cùng thần bí phong ấn chiến thiên hành sau khi biết quang môn chính là nơi trung tâm khống chế phiên thiên ấn vốn hắn còn định từ từ mở phong ấn nhưng tin tức chuyển đến khi trong lòng hắn sinh ra một loại cảm giác cấp bách không thể không nắm chặt thời gian đáng chết ta là huyết mạch chiến tộc, phiên thiên ấn chính là bảo vật của chiến tộc ta, dựa vào cái gì cơ duyên cùng chỗ tốt đều bị ngươi chiếm đi. Long ngạo thiên, chờ sau khi ta khống chế phiên thiên ấn, ta nhất định cho ngươi muốn sống không được muốn chết không được. Đơn giản, để ngươi trở thành khí linh của phiên thiên ấn đi. Chiến thiên hành trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý lạnh như băng, lại bắt đầu tiếp tục phá giải phong ấn trước mắt. Tử tiêu thánh sơn. Đây là một tòa núi cao bao phủ tử hà, hùng vĩ mà mênh mông tản ra từng đạo lôi quang mãnh liệt giống như thiên uy huy hoàng làm cho người ta vừa tới gần liền cảm giác được ra đầu tê dại trên tử tiêu thánh sơn khắp núi đồi đều là cường giả bộ tộc khô lâu cường đại hoàng kim khô lâu bạch kim khô lâu tử kim khô lâu vương mật ma ma không biết có mấy ngàn vạn người từng người tất cả đều lộ ra thần sắc cảnh giác mà lạnh như băng bọn họ đều là thủ hạ của năm đại vương giả lúc này đều bị tập kết ở trên tử tiêu thánh sơn chờ đợi đám người lăng tiêu đến dù sao, mảnh thế giới tử vong này cũng không lớn, bọn họ coi như là trốn cũng căn bản trốn không thoát, dứt khoát năm đại vương giả liên hợp cùng một chỗ, bọn họ cũng tin tưởng lăng tiêu nhất định sẽ tới tìm bọn họ. Tử tiêu thánh sơn, bọn họ đã ở chỗ này chờ chúng ta sao? Trong ánh mắt lăng tiêu thần quang dừng lại, thần hà màu tím giống như kiếm quang, phảng phất muốn đâm thủng bầu trời. Hắn mang theo tứ đại vương giả, Lý Thành Vân, bàn cổ phong cùng mộ nguyên thịnh ba tộc cường giả, một đường hạo hạo đãng đãng đi tới tử tiêu thánh sơn, Đứng ở trên vòng trời, Lăng Tiêu có thể nhìn thấy phía trước Tử Tiêu Thánh Sơn khí thế hùng hồn, ở đỉnh núi có một tòa cung điện màu tím, bao phủ ở trong lôi quang, uy nghiêm mà thần bí. Từ trong tòa cung điện kia tản mát ra năm đạo khí tức kinh khủng ngập trời, giống như mặt trời rực rỡ, phảng phất có thể quét ngang tất cả. Chủ nhân, bọn họ năm cái dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhất định là một con đường chết. Đợi lát nữa chủ nhân hãy ngồi xem chúng ta vì chủ nhân đem bọn họ toàn bộ bắt lại bốn người thần tiêu vương đều cười ha ha nói trong ánh mắt tràn ngập về tự tin cường đại trong khoảng thời gian này không ngừng tham gia diễn tập lục đạo luân hồi đại trận để cho bọn họ đối với trận pháp uy lực cũng đều là tràn ngập lòng tin giờ phút này đi tới tử tiêu thánh sơn đều là hận không thể trực tiếp xông lên đại sát một hồi tầm ầm lăng tiêu đám người đến cũng là trong nháy mắt kinh động tử tiêu thánh sơn năm đại vương giả từng đạo khí tức khủng bố bốc lên, trong phút chốc từ trong tòa cung điện kia lao ra năm đạo thân ảnh cường đại, trôi nổi ở trên Tử Tiêu Thánh Sơn, khí tức lẫn nhau đan xen, một đám ánh mắt lạnh như băng vô cùng, tràn ngập sát ý ngập trời. Cảnh Tiêu Vương, Đan Tiêu Vương, Ngọc Tiêu Vương, Quỳnh Tiêu Vương, Tử Tiêu Vương, năm người bọn họ từng cái từng cái khí tức khủng bố, khí huyết ngập trời, quanh thân đều quanh quẩn bàng bạc sinh cơ cùng tử khí. Ánh mắt vô cùng lạnh như băng, nhìn thẳng lăng tiêu đám người, tràn ngập khắc cốt cửu hận, thần tiêu vương các ngươi lại dám đầu nhập vào người thừa kế chúng ta xấu hổ làm bạn với các ngươi tử tiêu vương đứng ra nhìn chăm chăm đám người thần tiêu vương lạnh lùng nói hắn mặc một bộ tử bào chân đạp mãng giày đầu mang tử kim quan thoạt nhìn mặt như quan ngọc uy nghiêm mà thần bí khí tức cũng là năm đại vương giả bên trong cường đại nhất một cái năm đại vương giả lấy hắn cầm đầu chúng ta đều là thủ hạ của đại thiên tôn hôm nay đệ tử thân truyền của đại thiên tôn hàng lâm chính là thiếu chủ của chúng ta chúng ta thần phục thiếu chủ, có cái gì không đúng? Không sai. Tử tiêu đạo hữu, nhanh chóng thần phục thiếu chủ. Nếu không đợi lát nữa động thủ, cũng đừng trách thủ hạ chúng ta không lưu tình. Thái tiêu vương cũng là một bộ trung thực chó săn bộ dáng, đối với tử tiêu vương quát lệ. Chúng ta không phải bất luận kẻ nào nô lệ, cũng không phải bất luận kẻ nào thủ hạ. Đại thiên tôn cùng nhị thiên tôn đã sớm chết trăm vạn năm, chúng ta chính là phiến thế giới này chúa tể. Các ngươi cam nguyện trở thành người khác nô lệ, ta không muốn, tử tiêu vương giận dữ cười nói trong ánh mắt tràn ngập sát ý lạnh như băng tử tiêu vương ngươi nếu là hiện tại thần phục ta còn có thể bỏ qua chuyện cũ lăng tiêu nhàn nhạt, nhạt nhìn tử tiêu vương nói thần phục ngươi ngươi là vật gì chư vị đạo hữu theo ta giết hắn tử tiêu vương lạnh lùng nói trong thanh âm ẩn chứa sát khí ngập trời nháy mắt tung trời mà đến trong lòng bàn tay có một thanh tử kim chiến thương hướng lăng tiêu cực nhanh bắn tới giết phía sau tử tiêu vương cảnh tiêu vương đan tiêu vương ngọc tiêu vương cùng quỳnh tiêu vương cũng là bắt đầu động thủ từng cái khí tức khủng bố ngập trời đồng thời đều hướng lăng tiêu đánh tới ánh mắt của bọn họ đều là thập phần độc ác có thể nhìn ra uy hiếp lớn nhất chính là lăng tiêu chỉ cần giết lăng tiêu nói không chừng đám người thần tiêu vương còn có thể phản thủy mấu chốt của trận chiến này đều hệ vào một thân lăng tiêu bảo vệ thiếu chủ thần tiêu vương hét lớn một tiếng trong nháy mắt cổ kiếm tám bảy màu tím Xung quanh lôi quang mãnh liệt vô cùng, nghênh đón thanh chiến thương tử kim kia. Bùm, thần quang rực rỡ nở rộ ra, thần Tiêu Vương cùng Tử Tiêu Vương cả người chấn động, không khỏi đồng thời lui về phía sau. Vèo, 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 mà vào lúc này, Thái Tiêu Vương, Thanh Tiêu Vương, Bích Tiêu Vương, Lý Thành Vân, Bàn Cổ Phong cùng Mộ Nguyên Thịnh cũng đều là đồng thời tung trời mà lên, tốc độ nhanh đến cực hạn, cũng không có trực tiếp cùng năm đại vương giả đối mặt, mà là đem bọn họ vây ở trung ương thần quang rực rỡ nở rộ ra, từng đạo trật tự thần liên vắt ngang bầu trời, ở phía sau sáu người bọn họ, phảng phất xuất hiện từng đạo hư ảnh thế giới thần bí, khí tức đan xen lẫn nhau, tràn ngập một loại dao động sinh tử luân hồi kỳ dị. Đây là trận pháp, không tốt, mau xông ra ngoài. Tử Tiêu Vương sắc mặt hơi biến đổi, cảm giác được cỗ kia đột nhiên mà phát trong trận pháp ẩn chứa khủng bố chi lực, không khỏi giống to một tiếng nói. Nhưng mà, đã muộn rồi. Đám người thần tiêu vương diễn luyện gần một tháng, sáu đạo luân hồi đại trận chính là vì hôm nay bắt giết ngũ vương, làm sao có thể để cho bọn họ dễ dàng chạy ra đại trận như vậy? ầm ầm, thần quang mãnh liệt khủng bố vô cùng, trật tự thần liên hướng năm người bọn họ bao phủ mà đến, lẫn nhau đan xen cùng một chỗ, phẳng phát hình thành một mảnh lưới lớn thông thiên. Mà trong hư không sáu đạo thế giới thần bí hư ảnh hiện lên, ẩn chứa khủng bố ngập trời lực lượng ba động, hướng về năm đại vương giả chấn áp xuống, trùng điệp điệp, phảng phất có vô tận không gian sinh diệt, đem bọn họ chặt chẽ trói buộc ở trong đó, căn bản không cách nào chạy thoát ra ngoài. Hống! Mà vào lúc này, cường giả khô lâu nhất tộc trên tử tiêu thánh sơn phảng phất cũng cảm giác được nguy cơ của ngũ đại vương giả, nhao nhao đều là giống giận một tiếng, hướng đám người lăng tiêu đánh tới. Theo ta lên! Làm thịt đám sương ngắt này! Bàn cổ thiết cùng bàn cổ nguyên đám người đều là cười lạnh một tiếng nói, quanh thân kinh khủng khí huyết ngập trời, mang theo tam tộc cường giả, hướng những bộ xương khô nhất tộc cường giả giết tới. Cường giả tam tộc lúc trước vẫn ẩn nhẫn, rất ít khi cùng cường giả bộ tộc khô lâu phát sinh xung đột quy mô lớn, nhưng hiện tại một khi phóng thích ra, đều là bộc phát ra chiến ý khủng bố nhất, lấy một trọi mười thậm chí lấy một trọi trăm, nhao nhao đem cường giả bộ tộc khô lâu chém giết. Trên tử tiêu thánh sơn, bạo phát một hồi đại chiến kịch liệt. Bất quá tiêu điểm của đại chiến lần này vẫn là tập trung ở trên bầu trời thắng bại của ngũ đại vương giả cũng mới có thể quyết định thắng bại của trận chiến này. Tuy rằng năm đại vương giả bị vây trong lục đạo luân hồi đại trận, nhưng thực lực của năm đại vương giả đều cực kỳ khủng bố, mỗi người đều có chiến lực có thể so với thánh nhân, liên thủ đánh một trận. Tuy rằng trong lúc nhất thời vẫn không thể thoát khỏi sự khống chế của lục đạo luân hồi đại trận, nhưng cũng không bị thương thế quá nặng. ầm ầm, lăng tiêu ánh mắt trung phong mang chật lóe, thiên đạo hỗn độn bia tung trời mà lên, kịch liệt bành trướng lên trong nháy mắt tăng vọt trên vạn trượng giống như một tòa thái cổ thần nhạc bị lăng tiêu hoành nâng lên đột nhiên hướng về năm đại vương giả trấn áp xuống đáng chết sắc mặt tử tiêu vương không khỏi biến đổi hắn có thể cảm giác được thiên đạo hỗn độn bia ẩn chứa uy hiếp không dám khinh thường nhất thời tử kim thần thương trong tay tung bay lên trời bộc phát ra một cỗ thánh uy khủng bố hướng thiên đạo hỗn độn bia đâm tới răng rắc thần quang rực rỡ nổ tung, thiên đạo hỗn độn bia chấn áp xuống, tử kim thần thương kịch liệt rung động, trực tiếp uốn lượn xuống, phảng phất tùy thời đều có thể vỡ vụn ra. Bùm! Mà vào lúc này, lăng tiêu một quyền đánh ra, nghịch loạn bát thức một phát ra, 16 lần lực lượng hóa thành một đạo hỗn độn quyền ấn, trực tiếp đánh vào tử tiêu vương trên người. Tử tiêu vương cả người chấn động mạnh, quang mang hỗn độn trên người đều nổ tung, cả người không khỏi lảo đảo một trận, tử kim thần thương ong một tiếng sau đó ném bay ra ngoài thiên đạo hỗn độn bia chấn áp ở tử tiêu vương trên người, phảng phất lỡ vạn quân thần sơn chấn áp xuống, để tử tiêu vương cũng là cả người chấn động lớn, không khỏi đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Đáng chết a! À, tử tiêu vương sắp nổi điên, trong ánh mắt tràn đầy sát ý ngập trời. Hắn bị vây ở trong lục đạo luân hồi đại trận, chỉ có thể ngạnh kháng công kích của lăng tiêu, trong nháy mắt đã bị thương nặng. Giết! đám người thần tiêu vương đều chấn động tinh thần, điên cuồng thúc dục lực lượng lục đạo luân hồi đại trận, lực lượng sinh tử luân hồi, hóa thành một đạo sinh tử ma bàn cực lớn, không ngừng chấn áp năm đại vương giả. Mà lăng tiêu thì là cầm trong tay thiên đạo hỗn độn bia, thi triển nghịch loạn bát thức lực lượng, không ngừng hao tổn sung thân khủng bố bổn nguyên lực lượng, hướng về năm đại vương giả phát động khủng bố công kích, nghịch loạn bát thức trên thực tế là giết địch một ngàn tự tổn tám trăm cấm thuật mặc dù có thể đạt được mấy lần thậm chí mười mấy lần lực lượng nhưng cần hao tổn bản nguyên lực lượng của bản thân loại cấm thuật này ngay cả cửu đại phong hào khô lâu vương cũng không dám thi triển sợ hao tổn đạo cơ của mình nhưng là lăng tiêu biết hắn ở trong phiến thế giới này thân thể kỳ thật chính là sen vào hư ảo cùng chân thật ở giữa cho nên hắn cũng không có bận tâm có thể hay không hao tổn này một bộ thân thể bổn nguyên lực lượng không ngừng phát động nghịch loạn bát thức lực lượng, hướng về năm đại vương giả phát động công kích. Rất nhanh, năm đại vương giả liền rơi vào trong hạ phong, bị sáu đạo luân hồi đại trận cùng với lăng tiêu trọng thương, khí tức cũng trở nên suy yếu lên. Bùm! Thần quang rực rỡ quanh thần lăng tiêu nở rộ ra, khí tức thần bí từ tứ chi bách hài của hắn tràn ngập ra, hắn trực tiếp thúc giục nghịch mệnh thuật thức thứ tư, nghịch chuyển lực lượng luân hồi. Ở lăng tiêu phía sau, Phảng phất có ba ngàn giới hiện ra, từng đạo thần quang bao phủ bầu trời, hướng về năm đại vương giả trong thân thể dung nhập mà đi. Aang, 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 Aang. Năm đạo tiếng rồng ngâm vang lên, rung động bầu trời, ẩn chứa một cỗ long uy vô cùng khủng bố. Trong ánh mắt của năm đại vương giả đều là không thể tránh khỏi lộ ra vẻ sợ hãi, ấn ký xích long vốn bị bọn họ phong ấn, giờ khắc này tất cả đều hiện ra. Xích Long ấn ký hào quang sáng chói, trông rất sống động, giống như một đạo thần long màu đỏ đang chậm rãi lưu động theo nghịch mệnh thuật thức thứ tư bộc phát, phảng phất là lực lượng trong đó bị kích phát, trực tiếp cùng năm đại vương giả nguyên thần, thân thể, mệnh cách tất cả đều nối liền cùng một chỗ. Mà Lăng Tiêu Lăng không mà đứng, khí tức thần bí quanh thân tràn ngập ra, hư ảnh quanh thân lượn lờ ba ngàn giới, cả người phảng phất là đại đế vô địch nắm trong tay chúng sinh, độc tôn thiên hạ. Mà Tử Tiêu Vương năm người tuy rằng trên mặt tràn đầy thần sắc không cam lòng, nhưng giờ phút này vẫn là không khỏi hướng tới lăng tiêu quỳ lệ xuống thật sâu thần phục ấn ký xích long của bọn họ vào giờ khắc này bị lăng tiêu hoàn toàn khống chế sinh tử của bọn họ tất cả đều ở trong một ý niệm của lăng tiêu thần phục hoặc là chết lăng tiêu thản nhiên nói thanh âm như lôi đình chấn động khắp nơi chúng ta nguyện ý thần phục trong ánh mắt của năm đại vương giả tử tiêu vương đều lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ bọn họ có thể nghe ra trong thanh âm lăng tiêu ẩn chưa sát ý ngập trời phảng phất chỉ cần bọn họ can đảm không thần phục sẽ lập tức bị đánh giết rất tốt lăng tiêu thản nhiên nói sát ý trong ánh mắt chậm rãi thu liễm trở nên thâm thúy không thể lường nếu không phải vì mở ra nghịch mệnh cung cần lực lượng của chính đại vương giả lăng tiêu tuyệt đối sẽ không lưu tính mạng của bọn họ nhưng hiện tại tha cho bọn họ một mạng cũng chỉ bất quá là tạm thời cửu đại phong hào khô lâu vương xà thử hai đầu kiệt ngạo bất tuân lăng tiêu đối với bọn họ có thể nói là một chút cũng không tin hắn đã quyết định muốn lôi linh vương trở thành khí linh của phiên thiên ấn cho nên kết cục duy nhất của cửu đại phong hào khô lâu vương chính là trở thành chất dinh dưỡng của lôi linh vương chỉ cần chủ nhân đem tám người bọn họ tất cả đều cho ta thôn phệ ta nhất định có thể trở thành phiên thiên ấn khí linh trợ chủ nhân khống chế phiên thiên ấn thần tiêu vương có chút hưng phấn truyền âm cho lăng tiêu trong thanh âm ẩn chứa vội vàng cùng chờ mong dao động nghĩa không sai chúng ta hiện tại liền đi mở nghịch mệnh cung chỉ cần có thể mở ra nghịch mệnh cung ngươi chính là đại công lăng tiêu thản nhiên cười nói chủ nhân yên tâm thần tiêu nhất định thể sống chết đi theo chủ nhân trung thành và tận tâm tuyệt không phản bội thần tiêu vương vội vàng hướng lăng tiêu quỳ lạy xuống biểu thị lòng trung thành thế nhưng trong ánh mắt thấp của hắn lại lộ ra một tia lãnh mang mịt mờ, chỉ cần có thể thôn phệ tám đại phong hào khác khô lâu vương, đến lúc đó thực lực của hắn tăng vọt, nói không chừng có thể nhất cử chứng đạo thành thánh, có được chân chính thánh nhân cảnh giới, đến lúc đó chính là xích long ấn ký còn tính là cái gì? Về phần cái gọi là thiếu chủ, là giết hay là dóc thịt còn không phải do chính hắn. Trong lòng thần tiêu vương đã bắt đầu có mộng đẹp. Chủ nhân, tên này càng ngày càng không thành thật. Hắc hắc, lôi linh vương cười hắc hắc nói, hắn tự nhiên cũng nhìn ra mưu đồ của thần tiêu vương. Hắn còn có giá trị lợi dụng. Chờ sau khi mở nghịch mệnh cung ra, hắn sẽ không còn giá trị gì nữa. Lăng tiêu thản nhiên nói. ầm ầm, Thiên địa rung động, thần quang rực rỡ nở rộ ra, chín viên tinh mang trong phút chốc xuất hiện ở trên bầu trời. Từng đợt sương mù hỗn độn tràn ngập ở trên bầu trời phảng phất xuất hiện một tòa thần điện đồng thau cổ xưa mà thật lớn tòa thanh đồng thần điện kia tản ra ba động vĩnh hằng bất hủ vách tường loang lổ để lộ ra năm tháng tăng thương từng đạo hỗn độn khí thoát ra thoạt nhìn mờ mịt mà thần bí trên thanh đồng thần điện ba chữ to rực rỡ sáng lên cung nghịch mệnh ha 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 nghịch mệnh cung rốt cục mở ra chiến thiên hành ta mới là chủ nhân định mệnh của phiên thiên ấn trong ánh mắt chiến thiên hành tràn đầy vẻ điên cuồng cười ha ha ở bên cạnh hắn trên 8 cây cột đá, Cảnh Long, Cảnh Hổ và 8 người thừa kế đều bị trói ở trên cây cột đá, từng cái xương cốt quanh người tất cả đều vỡ nát, tinh mang trên mi tâm đan sen, tản ra một cỗ lực lượng vô cùng mênh mông, giống như là bọn họ đang chống đỡ thanh đồng thần điện mở ra. 8 người bọn họ giờ phút này đều đã hấp hối, phảng phất là bị rút ra tất cả sinh mệnh bổn nguyên, khoảng cách hoàn toàn tử vong cũng chỉ là một bước xa. Chiến thiên hành không có được bỉ ngạn hoa, cho nên vì mở ra nghịch mệnh cung, hắn không tiếc rút ra ấn ký truyền thừa của tám người thừa kế cảnh long, cảnh hổ, hơn nữa còn đem huyết tế của bọn họ, lợi dụng lực lượng huyết mạch chiến thần, hao phí một cái giá rất lớn, mới mở ra hạch tâm chi địa, vèo. Chiến thiên hành quanh người quang mang lóe lên, trong nháy mắt phóng người về phía nghịch mệnh cung. Cùng lúc đó, khí tức khủng bố của thanh đồng thần điện trong nháy mắt bao phủ cả thế giới tử vong, giờ khắc này dường như tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, nhìn thấy tòa thanh đồng thần điện cổ xưa trên vòng trời. Không tốt, chủ nhân, nghịch mệnh cung đã mở ra. Nhưng mà, điều này sao có thể? Thần tiêu vương cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Giờ khắc này, chính đại vương giả đều sợ ngây người bọn hắn căn bản không thể tin được trước mắt một màn này phải biết rằng đây chính là nghịch mệnh cung trước kia chỉ có đại thiên tôn cùng nhị thiên tôn có thể mở ra nhưng từ khi đại thiên tôn cùng nhị thiên tôn biến mất về sau muốn mở ra nghịch mệnh cung liền cần tập hợp chín đại vương giả lực lượng mới có thể làm được chỉ là bây giờ chín đại vương giả còn ở chỗ này nghịch mệnh cung cũng đã bị người cho mở ra vâng chiến thiên hành ánh mắt lăng tiêu lóe lên trong đầu lập tức hiện ra tên một người Chiến thiên hành có được huyết mạch chiến tộc, hơn nữa thủ đoạn hết sức quỷ dị, ngoại trừ chiến thiên hành ra, lăng tiêu không nghĩ tới còn có bất luận kẻ nào có thể mở ra nghịch mệnh cung. Long tiểu hữu, chúng ta nhất định phải lập tức chạy tới nghịch mệnh cung. Nếu hạch tâm trong nghịch mệnh cung bị người khống chế, vậy sinh tử của chúng ta chỉ sợ ngay tại một ý niệm của người nọ. Lý Thành Vân, bàn cổ phong và mồ nguyên thịnh ánh mắt ngưng trọng nói. Chúng ta đi, Lăng Tiêu lạnh giọng nói, trong nháy mắt tung người lên, giống như một đạo tia chớp màu tím, trong nháy mắt hướng nghịch mệnh cung trên vòng trời bay đi. Vèo, vèo, vèo. Thần Tiêu Vương chính đại vương giả, cùng với Lý Thành Vân ba tộc cường giả cũng đều thả người mà lên, rất cao đi theo phía sau Lăng Tiêu, giết vào trong nghịch mệnh cung. Đại môn nghịch mệnh cung đã mở rộng, quang mang rực rỡ từ trong đó phun ra, ẩn chứa một cỗ khí tức thánh đạo minh mông. Lăng Tiêu mang theo mọi người cùng nhau, trùng trùng điệp điệp giết vào trong nghịch mệnh cung. Long Ngạo Thiên, người tới chậm. Lăng Tiêu vừa mới tiến vào nghịch mệnh cung sau đó, liền nghe được một cái hài hước thanh âm từ bên tai chuyển đến. Bùm! Chính giữa nghịch mệnh cung, trôi nổi một phương tiểu ấn màu đen, tản ra khí tức cổ xưa mà thần bí, mà giờ phút này chiến thiên hành đứng ở bên cạnh tiểu ấn màu đen, khí tức quanh thân cùng tiểu ấn màu đen đã đan xen cùng một chỗ, phẳng phất đã đem nó triệt để luyện hóa. Trung tâm trận pháp phiên thiên ấn, trong lòng lăng tiêu hơi trầm xuống chậm rãi nói cái kia một phương màu đen tiểu ấn nặng nề mà cổ xưa lăng tiêu chỉ là nhìn một cái là có thể cảm giác được cái này một phương màu đen tiểu ấn nhất định chính là phiên thiên ấn trận pháp hạch tâm thông minh chiến thiên hành thản nhiên cười nói bùm chỉ thấy trong lòng bàn tay của hán phủ văn rực rỡ trói mắt tiểu ấn màu đen ong ong run lên trong phút chốc nghịch mệnh cung cũng run rẩy theo hư không bốn phương chấn động hai cánh cửa lớn cổ xưa trong nháy mắt đóng lại phù văn trận pháp bốn phía hiện ra, một cỗ sát ý lạnh như băng đem đám người lăng tiêu tất cả tập trung lại. Ở cỗ sát ý lạnh như băng trước mặt, ngay cả chính đại vương giả đều là đột nhiên biến sắc bởi vì nghịch mệnh cung trận pháp lực lượng để cho bọn hắn cảm giác được một loại uy hiếp chí mạng. Chiến thiên hành đứng ở trung ương nghịch mệnh cung, cầm trong tay trận pháp hạch tâm phiên thiên ấn, phẳng phất như là nắm trong tay vạn linh sinh tử tuyệt thế thiên đế, lạnh lùng nhìn chằm chằm lăng tiêu nói, long ngạo thiên, trận pháp hạch tâm phiên thiên ấn đã bị ta luyện hóa, từ nay về sau, ta sẽ là chủ nhân chân chính của phiên thiên ấn. Ánh mắt lăng tiêu chợt lóe, nhàn nhạt nói, muốn sống như thế nào? Muốn chết thì như thế nào? Hắn bản năng cảm giác được có chút không thích hợp, chiến thiên hành luyện hóa phiên thiên ấn trận pháp hạch tâm cũng quá mức dễ dàng một ít, nếu thật sự là dễ dàng như thế, chỉ sợ chín đại vương giả đã sớm nghĩ biện pháp mở ra nghịch mệnh cung, đi luyện hóa phiên thiên ấn trận pháp hạch tâm. Quan trọng nhất là, sự tồn tại của cửu đại phong hào khô lâu vương có ý nghĩa của bản thân bọn họ nếu như không cần bọn họ có thể mở ra phiên thiên ấn khống chế hạch tâm trận pháp của phiên thiên ấn khí linh của xích long chiến thần và phiên thiên ấn lưu lại cửu đại phong hào khô lâu vương căn bản không có ý nghĩa lăng tiêu trong lòng một mực suy nghĩ trong chuyện này nhất định có chuyện gì hắn đã xem nhẹ long ngạo thiên người nếu là muốn sống liền quỳ xuống dập đầu xin lỗi nếu là muốn chết ta hiện tại liền có thể thành toàn ngươi chiến thiên hành lạnh lùng cười nói trong ánh mắt có một tia sát ý lạnh như băng lại nói tiếp hắn ở trong tay lăng tiêu chính là chịu thiệt không ít vô luận là trong không gian thần mà bị lăng tiêu tính kế hay là ở trong vong xuyên hà bị lăng tiêu cướp đi bỉ ngạn hoa đều làm cho chiến thiên hành từ trước đến nay kiêu ngạo vô cùng phẫn nộ đối với lăng tiêu cũng là hận tới cực điểm cho nên hiện tại có cơ hội nhục nhã lăng tiêu chiến thiên hành tự nhiên sẽ không bỏ qua chiến thiên hành thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng lăng tiêu sẽ quỳ gối trước mặt hắn khóc giống lên thỉnh cầu hắn tha thứ chiến thiên hành ngươi thật sự cho rằng ngươi nắm trong tay phiên thiên ấn sao lăng tiêu bỗng nhiên lạnh lùng cười nói ta có khống chế phiên thiên ấn hay không ngươi hẳn là có thể cảm giác được chỉ cần ta thúc giục nghịch mệnh cung bên trong trận pháp các ngươi tất cả mọi người hẳn phải chết không thể nghi ngờ trong ánh mắt chiến thiên hành lóe lên sát khí nhìn chằm chằm lăng tiêu lạnh lùng nói vô chia nếu như ngươi thật sự khống chế phiên thiên ấn vậy ngươi vì sao còn có thể tại phiên thiên ấn nội bộ thế giới ngươi chỉ sợ đã sớm trở về tông môn đi cái gọi là khống chế phiên thiên ấn chẳng qua lào giác của ngươi mà thôi đây không phải phiên thiên ấn trận pháp hạch tâm đây chỉ là nghịch mệnh cung trận pháp hạch tâm thôi hơn nữa ta dám đánh cuộc người căn bản không có hoàn toàn đem nó luyện hóa lăng tiêu thản nhiên cười nói trong thanh âm tràn ngập dao động tự tin cường đại mà thanh âm của hắn vừa dứt sắc mặt chiến thiên hành không khỏi hơi đổi long ngạo thiên ta khuyên ngươi không nên khiêu chiến kiên nhẫn của ta đây chính là phiên thiên ấn trận pháp hạch tâm chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết người sao chiến thiên hành lạnh giọng nói trong ánh mắt có một tia điên cuồng ầm ầm, thiên địa rung động, huyết châu bảy màu trên ngực chiến thiên hành hào quang rực rỡ, trong phút chốc tiểu ấn màu đen trong tay hắn bắt đầu xoay tròn, nghịch mệnh cũng bắt đầu hơi run lên, trong phút chốc có từng đạo trật tự thần liên ngang trời mà đến, hướng đám người lăng tiêu chấn áp xuống. Từng đạo trật tự thần liên kia đều là ẩn chứa lực lượng dao động xuyên thủng hết thảy, làm cho cửu đại vương giả, Lý Thành Vân, Bàn Cổ Phong cùng Mộ Nguyên Thịnh đều là ra đầu tê dại, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc ngưng trọng vô cùng. Bùm, nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu bỗng nhiên thả người mà lên, quanh thân quang mang thần bí nở rộ ra, ở phía sau hắn sương mù hỗn độn tràn ngập, mênh mông ba ngàn giới hiện ra, một cỗ sinh tử luân hồi khí tức thần bí bao phủ toàn bộ nghịch mệnh cung. Lăng Tiêu một trưởng hướng về chiến thiên hành đánh tới, xác thực mà nói là hướng về trong tay chiến thiên hành cái kia mai màu đen tiểu ấn đánh tới. Răng rắc, một đạo phù văn từ trong lòng bàn tay Lăng Tiêu bay lên, ba ngàn giới phẳng phất đều vào giờ khắc này chôn vùi. Hóa thành một cỗ lực luân hồi mênh mông, Tiểu ấn màu đen trong lòng bàn tay chiến thiên hành vào lúc này bỗng nhiên bắt đầu rung động, tản mát ra từng đạo dao động kích động, trong phút chốc đã nuốt chửng không còn cỗ luân hồi lực mênh mông kia. Tiểu ấn màu đen hơi chấn động, muốn bay về phía lăng tiêu. Cái gì? Chiến thiên hành sắc mặt đại biến, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc khó có thể tin, thôi động điên cuồng trong ngực hắn một viên huyết châu bảy màu, muốn khống chế tiểu ấn màu đen. Ông! Tiểu ấn màu đen rung động trong hư không, xoay quanh lăng tiêu và chiến thiên hành, giống như đang dãy giụa mà trong nghịch mệnh cung, cỗ trận pháp lực đã hồi phục giờ phút này cũng chậm rãi tiêu tán, từng đạo trật tự thần liên đứt gãy từng tấc, sau đó lại ẩn vào trong nghịch mệnh cung biến mất không thấy. Đây là chuyện gì xảy ra? Chín đại vương giả đều ngây ngẩn cả người, có chút không hiểu. Bọn họ cũng chưa từng tiến vào trong nghịch mệnh cung, cho nên cũng không biết trong nghịch mệnh cung rốt cuộc có cái gì, nguyên bản chiến thiên hành khống chế đạo tiểu ấn màu đen kia như là khống chế hạch tâm trận pháp phiên thiên ấn. Trong lòng bọn họ thậm chí đã bắt đầu có chút tuyệt vọng nhưng thật không ngờ chính là trong nháy mắt tình thế liền nghịch chuyển chiến thiên hành căn bản không có đem khối kia màu đen tiểu ấn hoàn toàn luyện hóa mà long tiểu hữu tự hồ là nắm giữ một loại bí pháp có thể khống chế màu đen tiểu ấn lực lượng bọn họ hiện tại đang tranh đoạt màu đen tiểu ấn khống chế quyền ánh mắt lý thành vân sáng quắc giống như là phát hiện cái gì chậm rãi nói ra nói như vậy long tiểu hữu vẫn là rất có hy vọng đem hắc sắc tiểu ấn quyền khống chế đoạt được không bằng chúng ta cùng nhau ra tay trực tiếp làm thì cái này chiến thiên hành trong ánh mắt bàn cổ phong lộ ra một tia sát ý chậm rãi nói ra cửu đại vương giả cũng đều là có chút động tâm nhất là thần tiêu vương nóng lòng muốn thử nhìn về phía chiến thiên hành trong ánh mắt tràn đầy không có hảo ý thân sắc đáng chết hắn làm sao có thể khống chế hạch tâm trận pháp phiên thiên ấn chiến thiên hành có chút khó tin trong ánh mắt tràn đầy thân sắc lạnh như băng hắn quả thật không có đem màu đen tiểu ấn hoàn toàn luyện hóa nguyên bản không có chính đại vương giả lực lượng chiến thiên hành cũng không có khả năng luyện hóa này một phương màu đen tiểu ấn mà là hắn lấy chiến tộc huyết mạch mạnh mẽ luyện hóa, đem màu đen tiểu ấn luyện hóa chín thành. Chỉ là một thành cuối cùng kia, vô luận như thế nào chiến thiên hành cũng không có cách nào luyện hóa. Mà hôm nay, trước mắt cái này long ngạo thiên vậy mà thôi động một loại nào đó hắn không biết bí pháp, kia một thành cuối cùng trực tiếp bị luyện hóa, giữa hai người hình thành rằng co trạng thái. Mà linh cảm của lăng tiêu vẫn đến từ ba chữ nghịch mệnh cung, hạch tâm trận pháp của phiên thiên ấn là nghịch mệnh cung đây cũng không phải là tùy tiện lấy được tên lăng tiêu lập tức liền nghĩ tới nghịch mệnh thuật có lẽ nghịch mệnh thuật mới là mấu chốt khống chế phiên thiên ấn cho nên hắn không chút do dự liền thi triển nghịch mệnh thuật hắn chính là tiểu ấn cực chiến thiên hành cũng không có hoàn toàn khống chế hắc sắc anh ta thắng cược hơn nữa lăng tiêu cũng phát hiện chiến thiên hành sở dĩ có thể khống chế màu đen tiểu ấn chính là bởi vì hắn thiêu đốt chiến tộc huyết mạch lực lượng theo lăng tiêu thôi động nghịch mệnh thuật màu đen tiểu ấn phảng phất muốn hướng hắn bay tới nhưng lại bị chiến thiên hành lấy chiến tộc huyết mạch vững vàng khống chế bùm bàn cổ phong và mồ nguyên thịnh nhìn nhau lập tức phóng người về phía chiến thiên hành bọn họ cũng nhìn ra trạng thái rằng co giữa lăng tiêu và chiến thiên hành có lẽ giết chiến thiên hành lăng tiêu có thể hoàn toàn luyện hóa hạch tâm trận pháp phiên thiên ấn nhưng chiến thiên hành quanh thân hào quang rực rỡ từng đạo phù văn nở rộ ra trực tiếp hình thành một mảnh mênh mông thần bí kết giới bàn cổ phong cùng mộ nguyên thịnh công kích, thậm chí ngay cả ở phía trên lưu lại một đạo dấu vết cũng không có. Chiến thiên hành giờ phút này nắm giữ một bộ phận quyền khống chế, chỉ sợ chúng ta không ai có thể thương tổn được hắn. Lý Thành Vân chậm rãi nói, chúng ta cùng tiến lên, trợ giúp chủ nhân một tay. Nhưng vào lúc này, thần tiêu vương cũng là trong ánh mắt thần mang chật lóe, lực lượng khủng bố quanh thần bộc phát ra, trong nháy mắt hướng trong cơ thể lăng tiêu vọt tới, tầm ẩm. Chín đại vương giả đều hiểu ý của thần tiêu vương, Đồng thời thúc dục lực lượng quanh thân, hóa thành từng đạo thần quang rực rỡ, rót vào trong cơ thể Lăng Tiêu, lực lượng của chín đại vương giả đan xen lẫn nhau, ở trong cơ thể Lăng Tiêu lại hình thành một loại cân bằng hoàn mỹ, tràn ngập ánh sáng hỗn độn nhàn nhạt, trực tiếp hướng về tiểu ấn màu đen bắt đầu khởi động mà đi. Nguyên bản Lăng Tiêu chỉ là dựa vào nghịch mệnh thuật khống chế một thành tiểu ấn màu đen, giờ phút này lực lượng chín đại vương giả mãnh liệt mà đến, để Lăng Tiêu như hổ thêm cánh, không ngừng hướng về tiểu ấn màu đen ăn mòn mà đi. Hai thành Ba thành bốn phần trăm nhìn thấy tiểu ấn màu đen biến hóa chiến thiên hành sắc mặt đại biến trong ánh mắt tràn đầy thần sắc không cam lòng không khỏi điên cuồng giống lên một tiếng nói không mắt thấy hắn có thể hoàn toàn khống chế phiên thiên ấn nhưng thật không ngờ thời khắc mấu chốt lại bị lăng tiêu lật ngược tình thế từng chút từng chút đoạt đi quyền khống chế hạch tâm trận pháp để chiến thiên hành quả thực sắc phát điên nhưng hắn lại một chút biện pháp cũng không có bùm chín đại vương giả lực lượng lẫn nhau dung hợp cùng một chỗ phảng phát hình thành hoàn chỉnh tử vong đại đạo tại lăng tiêu thức hải bên trong thần bí đại đạo tiên hoa nở rộ một viên thần bí đạo quả phảng phát từ hỗn độn hư vô bên trong hiện ra đạo quả đại biểu viên mãn đại đạo chân ý ẩn chứa đại đạo bản nguyên ngưng tụ xuất đạo quả cũng đại biểu đột phá tới cảnh giới thánh nhân Bị ngạn hoa bên trong ẩn chứa tử vong đại đạo bổn nguyên lực lượng nhưng lấy lăng tiêu tu vi cùng cảnh giới nguyên bản là không có khả năng nhanh như vậy lĩnh ngộ tử vong đại đạo Thế nhưng chín đại vương giả trăm vạn năm qua, không ngừng tìm hiểu tử vong đại đạo, hơn nữa từ chết nhập sinh, chín người tìm hiểu đã đạt tới cực hạn. Giờ phút này lực lượng chín người đồng thời tràn vào đến lăng tiêu trong cơ thể, trong nháy mắt liền trợ giúp lăng tiêu đem tử vong đại đạo lĩnh ngộ viên mãn. Hơn nữa trực tiếp ngừng tụ ra tử vong đạo quả. Bùm! Thiên địa chấn động, lực lượng khủng bố từ trong cơ thể lăng tiêu bộc phát ra, trong xương cốt vốn màu tím của hắn, giờ phút này lại có khí huyết bàng bạc xuất hiện, trong nháy mắt bao bọc cả người hắn, máu thịt dần dần diễn sinh ra, lăng tiêu trong cơ thể tàn mát ra một cỗ tràn đầy như biển sinh cơ, cả người phẳng phất là từ trong tử vong sống lại mà đến đồng dạng, khí tức càng phát ra khủng bố. Từng đạo lôi đình nơ rộ, trong hư không có đạo âm thần bí ngâm sướng, lăng tiêu từ chết nhập sinh, máu thịt quanh thân tất cả đều ngưng tụ mà thành, tản mát ra một cỗ lực lượng chấn động làm cho thiên địa đều đang rung động. Viên tử vong đạo quả màu đen kia trôi nổi ở đỉnh đầu của hắn, chung quanh sấm sét vang dội, hào quang mãnh liệt, để cho khí tức cả người hắn trong nháy mắt liền áp đảo hết thảy, để cho toàn bộ nghịch mệnh cung cũng theo đó cộng hưởng lên. Đây là, thánh nhân chi cảnh. Long tiểu hữu dĩ nhiên lấy tử vong đại đạo, chứng đạo thành thánh. Lý Thành Vân, bàn cổ phong và Mồ nguyên thịnh đều trợn mắt há hốc mồm, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Bọn họ căn bản đều không nghĩ tới, lăng tiêu cứ như vậy ở trước mặt bọn họ chứng đạo thành thánh, đây chính là giáo hóa chúng sinh, hoành áp thiên hạ, khống chế đại đạo bản nguyên vô thượng thánh nhân, cứ như vậy dễ dàng đạt tới. Trong lòng mọi người đều sinh ra một loại cảm giác không chân thật, mà giờ phút này, chín đại vương giả đều là kêu khổ không ngừng, trong ánh mắt thậm chí có một tia sợ hãi, bởi vì bọn họ cảm giác được Lăng Tiêu đang ngừng tụ tử vong đạo quả bên trong, bọn họ trong cơ thể năng lượng dĩ nhiên không bị khống chế hướng Lăng Tiêu trong cơ thể vọt tới, căn bản không có cách nào dừng lại trong nháy mắt bọn họ tích góp trăm vạn năm lực lượng liền toàn bộ bị lăng tiêu thôn phệ ong mà vào lúc này tiểu ấn màu đen kia khẽ run lên trong phút chốc một cỗ thần lực không thể địch nổi vọt vào nhất thời đem toàn bộ ý chí chiến thiên hành trục xuất ra ngoài mà lăng tiêu trong nháy mắt liền đem tiểu ấn màu đen luyện hóa răng rắc chỉ nghe thấy một tiếng lôi đỉnh mãnh liệt trong phút chốc thiên địa nổ tung bốn phương chấn động từng đạo hỗn độn quang rực rỡ chói mắt lăng tiêu phảng phất hóa thân thành chúa tể phiến thế giới này chỉ thấy hắn vung tay lên nhất thời thần quang đầy trời bắt đầu khởi động trực tiếp bao phủ chiến thiên hành và tám người thừa kế khác không phiên thiên ấn là của ta là của ta chiến thiên hành điên cuồng giống lên một tiếng trong ánh mắt tràn đầy vẻ không cam lòng cùng phẫn nộ nhưng là Lăng Tiêu tại triệt để luyện hóa phiên thiên ấn trận pháp hạch tâm về sau, chiến thiên hành chờ người thừa kế, liền cũng không cách nào dừng lại ở phiến thế giới này bên trong, trực tiếp liền bị xa lánh ra ngoài. Đáng tiếc a, à. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong ánh mắt có một tia phong mang rực rỡ. Tất cả người nhận truyền thừa cũng không phải lấy chân thân tiến vào trong phiến thế giới này, chỉ là một bộ phận lực lượng nguyên thần mà thôi. Hơn nữa bởi vì tác dụng của ấn ký truyền thừa, trực tiếp đoạt xá một bộ xương khô nhất tộc thân thể, cho nên coi như là giết đám người chiến thiên hành, cũng căn bản không có tác dụng gì hơn nữa lăng tiêu giờ phút này khống chế phiên thiên ấn truyền thừa ấn ký càng là ở trong phiến thế giới này ngưng tụ tử vong đạo quả hắn cũng căn bản không có thời gian đi chém giết chiến thiên hành đám người nguyên thần bất quá lăng tiêu cũng không thèm để ý bởi vì từ giờ trở đi hắn liền thành phiên thiên ấn duy nhất chủ nhân chủ nhân tha mạng a trong ánh mắt chính đại vương giả thần tiêu vương tràn đầy vẻ khẩn cầu nhào nhào nói với lăng tiêu bọn họ có thể cảm giác được lực lượng trong cơ thể bọn họ đang nhanh chóng trôi qua ngay cả sinh cơ cũng đang chậm rãi tiêu tán bọn họ đã cảm giác được một cỗ uy hiếp tử vong lăng tiêu luyện hóa trận pháp hạch tâm bên trong vậy mà không có chút nào thu tay ý nghĩ vẫn đang thôn phệ bọn họ chính người lực lượng muốn triệt để khống chế cùng thôi động phiên thiên ấn nhất định phải lực lượng của chính người các ngươi đây là vinh hạnh của các ngươi lăng tiêu thản nhiên nói trong phút chốc Lôi Linh Vương quanh thân quang mang chợt lóe, trực tiếp hiện ra, sau đó đem Lăng Tiêu ném cho hắn hắc sắc tiểu ấn một ngụm nuốt xuống. "Hắc hắc, chủ nhân yên tâm đi." Lôi Linh Vương cười hắc hắc, lập tức không có hảo ý liếc mắt nhìn Cửu Đại Vương giả một cái, khống chế lực lượng hạch tâm trận pháp vọt tới Cửu Đại Vương giả. Lăng Tiêu luyện hóa trận pháp hạch tâm về sau, cũng là hiểu được, muốn triệt để khống chế Phiên Thiên ấn, nhất định phải dung nhập chín đại vương giả lực lượng. Có thể nói, số mệnh duy nhất của Cửu Đại Vương giả chính là trợ giúp phiên thiên ấn chi chủ khống chế phiên thiên ấn. Lăng tiêu đã quyết định để lôi linh vương trở thành khí linh phiên thiên ấn, cho nên hắn liền đem cửu đại vương giả giao cho lôi linh vương đến thôn phệ. Cửu đại vương giả kêu thảm thiết liên tục, nhưng lăng tiêu lại căn bản bất vi sở động, rất nhanh cửu đại vương giả liền toàn bộ bị lôi linh vương thôn phệ. ầm ầm, lôi linh vương quanh thân hào quang rực rỡ. Tản mát ra một cỗ mênh mông mà thần bí khí tức ba động, làm cho toàn bộ nghịch mệnh cung đều là bắt đầu chấn động. Còn kém một bước cuối cùng, trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn quyết định, Tử vong đạo quả trực tiếp bay về phía Lôi Linh Vương, nở rộ ra hào quang rực rỡ, trong phút chốc liền hòa làm một thể với Lôi Linh Vương. Lôi Linh Vương muốn trở thành khí linh phiên thiên ấn, vẻn vẹn là cắn nuốt lực lượng chín đại vương giả còn chưa đủ, còn cần Tử vong đạo quả gia trì, cho nên Lăng Tiêu rất khoát kiên quyết đem Tử vong đạo quả cho Lôi Linh Vương cái gọi là một bước chứng đạo thành thánh chỉ là lăng tiêu ở trong mảnh thế giới tử vong này mà thôi, lăng tiêu cũng không cam lòng như vậy thành thánh, hắn còn có dã tâm lớn hơn nữa. cho nên tử vong đạo quả cho lôi linh vương mới là lựa chọn tốt nhất. bùm, khí tức của lôi linh vương càng ngày càng khủng bố, rất nhanh đã vượt qua cực hạn của cửu chuyển bán thánh, đạt tới một loại cảnh giới huyền mà huyền, phảng phất là chúa tể của phiến thế giới này, giờ tay nhất chân đều có thể điều động vĩ lực vô thượng loại cảm giác lực lượng cường đại này làm cho lôi linh vương đều có chút mất phương hướng bất quá hắn lập tức liền phản ứng lại sau đó hướng lăng tiêu thật sâu quỳ lệ xuống lôi linh tham kiến chủ nhân nguyện vì chủ nhân trưởng chúng thương kiếm trong tay binh qua sở chỉ chăm chết không hối ánh mắt lôi linh vương vô cùng nghiêm túc lập tức trong cơ thể hắn có một khỏa huyết châu chín màu trôi nổi đi ra ở trong hư không hóa thành một đạo phù văn vô cùng thần bí trong phút chốc liền hướng lăng tiêu bay tới Lăng Tiêu không chút do dự, liền đem đạo phù văn này dung hợp vào trong thức hải. Đây là khí linh chủ tớ khế ước, ký kết cái này khế ước về sau, Lăng Tiêu cũng coi như là triệt để hàng phục Lôi Linh Vương, trở thành Phiên Thiên Ấn chi chủ. Chúc mừng Long Tiểu Hữu trở thành Phiên Thiên Ấn chi chủ. Long Tiểu Hữu kỳ tài ngút trời, để cho chúng ta bội phục a. À? Phiên Thiên Ấn chi chủ, thực chí danh quy. Lý Thành Vân, Bàn Cổ Phong và Mộ Nguyên Thịnh đều vô cùng nghiêm túc nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kích động, Lăng Tiêu trở thành người đứng đầu phiên thiên ấn, triệt để nắm trong tay phiên thiên ấn, ngay cả chín đại vương giả đều chết ở trong tay Lăng Tiêu, ba người Lý Thành Vân đều biết, ngày bọn họ rời khỏi thế giới phiên thiên ấn, trở về cố thổ không còn xa. Đa tạ ba vị lão trượng, bàn cổ tộc, phong thủy thế ra cùng mộ vương thành trở về thần giới thời gian không xa. Bất quá đại địch của ba tộc ở trong thần giới thế lực sâu không lường được, các ngươi nếu là bây giờ trở về thần giới, chỉ sợ hậu quả khó lường. Lăng tiêu nghiêm túc nhìn ba người nói. Chúng ta chết không đáng tiếc, nhưng chúng ta nhất định phải tìm được thiếu chủ, chúng ta phong thủy thế gia mệnh, mộ vương thành mệnh, thậm chí là bàn cổ nhất tộc mệnh đều có thể bỏ đi, nhưng chỉ cần thiếu chủ còn ở, chúng ta còn có hy vọng." Lý Thành Vân nghiêm túc nói, trong ánh mắt tràn đầy quyết tâm hẳn phải chết. "Thiếu chủ? Các ngươi nói thiếu chủ là ai?" Lăng Tiêu có chút tò mò hỏi, hắn chưa từng nghe ba người nói qua cái gọi là thiếu chủ, cái gọi là thiếu chủ này để Lăng Tiêu cũng là thập phần tò mò dù sao bản cổ nhất tộc chính là đế tộc là hậu duệ của bản cổ đại đế mà phong thủy thế ra cùng mộ vương thành chính là người giữ mộ của bản cổ đại đế người có thể được bọn họ xưng là thiếu chủ nhất định cực kỳ không đơn giản thiếu chủ kỳ thật chính là bản cổ đại đế đích thân huyết mạch chính là bản cổ đại đế con trai lý thành vân nghiêm túc nói cái gì cái này làm cho lăng tiêu có chút khiếp sợ con trai ruột của bản cổ đại đế đế tử chân chính vẫn còn sống trên đời này ta phong thủy thế ra cùng mộ vương thành là bàn cổ đại đế thủ mộ người không giả, nhưng quan trọng nhất là, chúng ta càng là thiếu chủ thủ mộ người. Cửu đế thời đại, nhân tộc suy nhược, bàn cổ đại đế đấm máu chém giết, quét ngang tứ phương, cuối cùng thậm chí đẫn máu thương khung, vì nhân tộc ta tranh thủ thời gian quý giá nhất. Thiếu chủ bị bàn cổ đại đế phong ấn ức vạn năm, thẳng đến trăm vạn năm trước mới xuất thế. Trăm vạn năm trước trận đại kết nạn kia, cố nhiên là hoa tộc cùng thiên chú tông mỡ cực đạo đế binh bàn cổ phủ, nhưng kỳ thật quan trọng hơn vẫn là bởi vì tin tức tiết lộ, bọn họ biết thiếu chủ xuất thế, muốn ở thiếu chủ trưởng thành trước, đem thiếu chủ triệt để diệt sát. Trăm vạn năm qua đi, chúng ta không biết thiếu chủ giờ phút này ở nơi nào, nhưng chúng ta tin tưởng thiếu chủ nhất định không có chết, cho nên chúng ta nhất định phải tìm được thiếu chủ." Lý Thành Vân nghiêm túc nói, "Con trai của bàn cổ đại đế, chính là niềm kiêu ngạo của bàn cổ bộ tộc ta, thiếu chủ cũng là tộc trưởng của bàn cổ bộ tộc ta, chỉ cần hắn còn sống, bàn cổ bộ tộc chúng ta sẽ có hy vọng phục hưng." bàn cổ phong cũng là ánh mắt đỏ bừng nói cho nên mười long tiểu hữu thả chúng ta rời đi vô luận hậu quả như thế nào chúng ta đều một lực gánh vác sẽ không liên lụy long tiểu hữu mồ nguyên thịnh thi lễ thật sâu với lăng tiêu ba vị lão trượng mời lên vãn bối thẹn không dám nhận không biết các ngươi theo như lời thiếu chủ tên là gì không bằng ta tới trước vì các ngươi hỏi thăm một phen như thế nào các ngươi cũng không muốn bởi vì các ngươi xuất hiện liên lụy vị thiếu chủ kia đi lăng tiêu cười khổ một tiếng nói hắn nguyên ý là muốn cho tam tộc ở phiên thiên ấn lại trốn một đoạn thời gian chờ hắn tìm được địa phương an toàn lại để cho bọn họ rời đi thật không ngờ bọn họ lại khẩn cấp như thế vì vị thiếu chủ kia ngay cả sinh tử đấu cũng không để ý lăng tiêu đối với bọn họ vừa cảm vừa bội đối với bàn cổ đại đế vì nhân tộc mà chiến lại càng mang kính ý cho nên nguyện ý vì bàn cổ bộ tộc làm chút chuyện Lý Thành Vân, bàn cổ phong cùng mộ nguyên thịnh đều là do dự, lăng tiêu đúng là nói đến trong tâm khảm của bọn họ, bọn họ chết không có gì đáng tiếc, nhưng nếu là bởi vậy liên lụy thiếu chủ, vậy bọn họ chính là bách tử mạc chuộc. Thiếu chủ tên là bàn cổ thiên cương. Cuối cùng, ba người bàn cổ phong nhìn nhau, chậm rãi nói ra một cái tên. Cái gì? Là thiên cương đại sư huynh. Lần này đến lượt lăng tiêu chấn kinh. Hắn cũng thật không ngờ, thiếu chủ trong ba người lại chính là thiên cương đại sư huynh. Chắc không được hắn từ trong cơ thể thiên cương đại sư huynh cảm giác được một cỗ phong ấn mênh mông mà khủng bố cất giấu một cỗ huyết mạch lực cường đại nguyên lai thiên cương đại sư huynh dĩ nhiên là con trai trưởng của bản cổ đại đế huyết mạch đại đế chân chính long tiểu hữu người biết thiếu chủ lý thành vân bàn cổ phong và mồ nguyên thịnh nhất thời kích động trong ánh mắt tràn đầy thần sắc chờ mong nếu ta đoán không sai thiếu chủ trong miệng các ngươi chính là đại sư huynh của ta thiên cương lăng tiêu đèm hắn như thế nào cùng thiên cương quen biết như thế nào phát hiện thiên cương bàn cổ huyết mạch sự tình đó một lần thật sự là trời thương hại bàn cổ bộ tộc ta thiếu chủ không chết không chết hắn còn sống a à. bàn cổ phong ánh mắt đều đã ướt ướt trên một khuôn mặt già tràn đầy kích động nước mắt cả người đều đang kịch liệt run rẩy người lớn như vậy trong nháy mắt khóc như một đứa trẻ đồng dạng lý thành vân và mộ nguyên thịnh cũng run rẩy kích động đến không kiềm chế được trong lòng bọn họ kỳ thật đều là vô cùng lo lắng, dù sao tại mảnh thế giới tử vong này bên trong ngây người hơn trăm vạn năm, thiếu chủ rốt cuộc là sống hay chết, hy vọng chỉ sợ cũng đã sấm rất xa vời, bọn họ chỉ có thể chính mình an ủi chính mình, thiếu chủ còn chưa có chết. Hôm nay từ lăng tiêu trong miệng nghe được thiên cương tin tức, để cho bọn hắn mừng rỡ như điên, phảng phất nhiều năm như vậy khổ sở chờ đợi rốt cuộc không có hoàng phí. Chờ ba người tâm tình hơi bình phục một chút, lăng tiêu trận rãi nói, ba vị trưởng lão, hôm nay biết tin tức của thiên cương đại sư huynh, các ngươi cũng có thể an tâm đi. Vì an nguy của thiên cương đại sư huynh cân nhắc, ta đề nghị các ngươi vẫn là ở lại chỗ này trước. Đa tạ Long Tiểu Hữu, đại ân không nói cảm ơn, hết thảy do Long Tiểu Hữu làm chủ. Lý Thành Vân, bàn cổ phong cùng bộ nguyên thịnh đều là nghiêm túc nói, sau đó trực tiếp hướng Lăng Tiêu quỳ lại xuống, thật sâu hành lễ. Lăng Tiêu cười khổ, vội vàng tiến lên đỡ bọn họ nhưng này ba cái lão đầu đều là vô cùng quật cường nhất định phải đối lăng tiêu hành này đại lễ sau đó mới đứng lên ba vị trưởng lão các ngươi tạm thời trở về chờ đợi ta rất nhanh sẽ mang đại sư huynh đến gặp các ngươi lăng tiêu nghiêm túc nói lại một lần nữa làm ra hứa hẹn lý thành vân bàn cổ phong và mồ nguyên thịnh đều vô cùng kích động rời đi chủ nhân thật không ngờ thiên cương lại là con trai của bàn cổ đại đế điều này thật khiến người ta khó có thể tin được Lô Linh Vương cũng hết sức thán phục nói, đây chính là đế tử, lấy uy vọng của chín đế nhân tộc trong nhân tộc mà nói, chỉ cần đế tử hiện thế, loại uy vọng này tuyệt đối vượt xa thánh nhân bình thường. Việc này phải giữ bí mật. Chờ ta gặp đại sư huynh trước rồi hãy nói. Hiện tại, đã đến lúc chúng ta nên rời đi rồi. Ánh mắt lăng tiêu chợt lóe, chậm rãi nói ra. Trong lòng núi Chiến Sơn, phiên thiên ấn giống như một tòa thái cổ thần Sơn, trôi nổi trong hư không hỗn độn thần bí, vừa nặng vừa cổ xưa, ẩn chứa một cỗ lực lượng chấn động làm cho bốn phương thiên địa đều đang rung động. Ở trên phiên thiên ấn, đột nhiên quang mang lóe lên, có tám đạo thân ảnh trống rỗng hiện ra, chính là chiến thiên hành, cảnh long cùng cảnh hổ tám đại người thừa kế. Long ngạo thiên, ngươi đoạt phiên thiên ấn của ta, đoạt cơ duyên của ta, ta không đội trời chung với ngươi. Chiến thiên hành ánh mắt huyết hồng, quanh thân tản ra ngập trời sát ý, giống giận một tiếng nói, để tứ phương thiên khung đều tại kịch liệt rung động, đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta đây là, thất bại. Cảnh Long cùng cảnh hồ bảy người đều là vẻ mặt mờ mịt, nhìn trước mắt thật lớn phiên thiên ấn, hoàn toàn nhớ không ra đã từng xảy ra chuyện gì. Sau khi rời khỏi phiên thiên ấn, ký ức của bọn họ trong thế giới phiên thiên ấn đều bị xóa đi. Nhưng chiến thiên hành có được huyết mạch chiến tộc, cho nên chuyện xảy ra hắn đều nhớ rõ ràng, nhất là vang lên lăng tiêu từ trong tay hắn cấp đi hạch tâm trận pháp phiên thiên ấn, khiến cho hắn hận đến sắp phát điên lên. Nghe chiến sư huynh nói ý tứ, phiên thiên ấn rơi vào trong tay long ngạo thiên điều này làm sao có thể cả người cảnh long và cảnh hồ đều run lên trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin bọn họ thậm chí cũng đã quên trong thế giới tử vong chiến thiên hành huyết tế bảy người bọn họ mới mở ra nghịch mệnh cung vèo 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 nhưng vào lúc này xa xa hư không hào quang sáng chói, lưu văn chính lôi thiên tuyệt hình quân các loại chiến thần điện cử mạch người tất cả đều là xuất hiện ở chiến sơn trong lòng núi nhìn chăm chăm chiến thiên hành đám người thần sắc khác nhau thiên hành có để phiên thiên ấn nhận chủ hay không lôi thiên tuyệt nhìn chăm chăm chiến thiên hành khẩn cấp hỏi chiến thiên hành cả người cứng đờ nhất thời sắc mặt trở nên vô cùng khó coi lắc đầu không nói một lời trăm vạn năm qua phiên thiên ấn cũng không có ai có thể nhận chủ cái này không thể trách các ngươi chỉ có thể nói cơ duyên còn chưa tới long ngạo thiên ở nơi nào hắn lại dám sát hại cửu trọng đế khuyết hoàng vô cực tội ác tay trời lúc này đây ai cũng không cứu được hắn lôi thiên tuyệt có chút thất vọng nhưng vẫn an ủi chiến thiên hành đạo lúc nhắc tới lăng tiêu trong ánh mắt càng lộ ra một tia sát ý lạnh như băng Thái thượng trưởng lão của Cửu Trọng Đế Khuyết đã giá lâm Chiến Thần Điện ta, đến đây hưng sư vấn tội, tông môn đã quyết định, chỉ cần điều tra Long Ngạo Thiên Quả thật giết Hoàng Vô Cực, sẽ giao hắn cho Cửu Trọng Đế Khuyết xử trí. Hình Quân cũng cười lạnh một tiếng nói: "Lôi Thiên Tuyệt, Hình Quân, nói cũng không thể nói sớm như vậy, Hoàng Vô Cực có phải hay không Long Ngạo Thiên giết còn không nhất định đâu, các ngươi nói xấu tông môn đệ tử như thế, sẽ không sợ những đệ tử khác thất vọng đau khổ sao?" Sắc mặt Lưu Văn Chính thập phần khó coi, lạnh lùng nói: chiến thiên hành sao chỉ có tám người các ngươi long ngạo thiên đi đâu rồi chẳng lẽ nhưng vào lúc này dương phàm một thân bạch y bùng bềnh nho nhã bất phàm bỗng nhiên trong ánh mắt tinh mang lóe lên nhìn chiến thiên hành hỏi chẳng lẽ là long ngạo thiên đã cho phiên thiên ấn nhận chủ cả người lưu văn chính chấn động nhất thời kích động lưu sư thúc ngươi thật đúng là si tâm vọng tưởng a chiến thiên hành thân mang chiến tộc huyết mạch cũng không có khả năng để cho phiên thiên ấn nhận chủ long ngạo thiên lại tính cái gì đồ vật hình quân cười lạnh một tiếng nói trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường thế nhưng nụ cười lạnh trên mặt hắn rất nhanh liền động lại chỉ thấy chiến thiên hành gật đầu trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng nói đúng vậy long ngạo thiên quả thật đã để phiên thiên ấn nhận chủ chiến thiên hành nói nhất thời làm cho tất cả mọi người khiếp sợ lộ ra thần sắc không thể tin được đây chính là phiên thiên ấn a trăm vạn năm qua đều không có người có thể nhận chủ hôm nay đột nhiên nghe nói Long Ngạo Thiên đã thành phiên thiên ấn chi chủ, tất cả mọi người thiếu chút nữa cho rằng là lỗ tai của mình xảy ra vấn đề gì. Thiên hành, anh chắc chứ? Sắc mặt lôi thiên tuyệt cũng vô cùng khó coi, nhìn chăm chăm chiến thiên hành hỏi lại một lần, không sai. Vốn ta đã chiếm được hạch tâm trận pháp phiên thiên ấn, là Long Ngạo Thiên dùng thủ đoạn vô cùng đê tiện, cướp quyền khống chế phiên thiên ấn từ trong tay ta. Khuôn mặt anh Tuấn của chiến thiên hành trở nên vô cùng vặn vẹo, một hàm răng cũng sắp cắn nát. Đây dĩ nhiên là thật trong lòng mọi người đều nhấc lên sóng lớn ngập trời long ngạo thiên thật sự trở thành người đứng đầu phiên thiên ấn phiên thiên ấn được nhận chủ cũng đại biểu cho chiến điện sắp quật khởi mà long ngạo thiên chấp trưởng phiên thiên ấn cũng sẽ trở thành người đứng đầu chiến điện danh xứng với thực nhất điện chi chủ và đệ tử chân truyền căn bản không thể đánh đồng hiện giờ tông môn còn có thể giao long ngạo thiên cho cửu trọng đế khuyết sao nghĩ tới đây tất cả mọi người là có chút hưng phấn rất nhiều người vốn là muốn đến xem náo nhiệt nhìn xem Long Ngạo Thiên đem chiến thần điện quấy đến gà chó không yên này, ở trước mặt Thái Thượng trưởng lão cửu trọng đế khuyết nên kết thúc như thế nào. Nhưng hiện thực lại là hung hăng vào mọi người một cái miệng rộng, để cho bọn họ đều là triệt để mộng bức. Ta đã biết, Long Ngạo Thiên nhất định có thể khống chế phiên thiên ấn, trở thành người đứng đầu chiến điện. Trời phù hộ chiến điện ta, trời phù hộ chiến điện ta. Lưu Văn Chính cười ha ha, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kích động, hoa chân múa tay vui sướng như một đứa trẻ, ánh mắt đều có chút ướt ướt hắn đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi trăm vạn năm chiến điện suy sụp hắn đau khổ chống đỡ cho tới bây giờ cũng không có buông tha qua hiện giờ phiên thiên ấn rốt cục nhận chủ lưu văn chính phẳng phất đã thấy được chiến điện giống như mặt trời từ từ mọc lên phun ra thần mang vạn trượng thế không thể đỡ đáng chết lôi thiên tuyệt cùng hình quân sắc mặt đều là vô cùng khó coi bất giác nắm chặt nắm đấm Chiến Thiên Hành mà bọn họ coi trọng nhất đã thất bại, mà Long Ngạo Thiên mà bọn họ hận nhất và ghét nhất lại thành công, đây giống như là ông trời đã đùa giỡn với bọn họ. Chiến Thiên Hành bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đối với Lôi Thiên Tuyệt cùng Hình Quân nghiến răng nghiến lợi nói, "Ta có thể làm chứng, Hoàng Vô Cực chính là Long Ngạo Thiên giết." Chiến Thiên Hành nói, làm cho Lôi Thiên Tuyệt cùng Hình Quân cả người chấn động, ánh mắt không khỏi sáng lên. Long Ngạo Thiên lại nói tiếp, "Hiện tại vẫn chỉ là chân truyền đệ tử, cũng không có chân chính trở thành Chiến Điện chi chủ a." coi như là hắn khống chế phiên thiên ấn, tông môn vẫn là có thể để cho hắn giao ra. Mà chỉ cần có thể chứng thực Long Ngạo Thiên giết Hoàng Vô Cực, bọn họ có thể đẩy mạnh việc này, giao Long Ngạo Thiên cho cửu trọng đế khuất xử trí, đến lúc đó người thừa kế thích hợp nhất phiên thiên ấn là ai? Chỉ có thể là chiến thiên hành. Nếu Long Ngạo ngây thơ giết Hoàng Vô Cực, pha hư liên minh giữa chiến thần điện và cửu trọng đế khuyết, hắn bụng dạ khó lường, căn bản không xứng làm đệ tử chiến thần điện ta, càng không xứng khống chế phiên thiên ấn, nếu quả thật có thể chứng thực Long Ngạo Thiên giết Hoàng Vô Cực, vậy hắn chính là vi phạm ta chiến thần điện giới luật, ta làm chấp pháp trưởng lão, tự nhiên muốn nghĩa bất dung từ, chu sát này cả gan làm loạn hạng người. Hình quân cũng cười lạnh một tiếng nói. Lôi thiên tuyệt cùng hình quân vừa nói ra, nhất thời thần sắc mọi người đều thay đổi. Bọn họ bỗng nhiên nghĩ đến, cho dù Long Ngạo Thiên trở thành phiên thiên ấn chi chủ, nhưng hắn hiện tại vẫn chỉ là một gã chân truyền đệ tử, nếu quả thật chứng thực Hoàng Vô Cực chết ở trong tay Long Ngạo Thiên, chỉ sợ vị Thái Thượng trưởng lão cửu trọng đế khuyết kia nhất định sẽ không buông tha Long Ngạo Thiên, tông môn cũng không có khả năng vì một đệ tử chỉ có thần vương cảnh đi đắc tội một tôn thánh nhân lão tổ. Chiến Thiên Hành, ngươi không cần gậm máu phun người. Vị Thái Thượng trưởng lão cửu trọng đế khuyết kia đã nói, ở nơi Hoàng Vô Cực chết, tìm được khí tức của ngươi, ta thấy ngươi mới là hung thủ sát hại Hoàng Vô Cực, đừng hòng vu oan cho Long Ngạo Thiên. Ánh mắt Lưu Văn Chính lạnh như băng nói, Long Ngạo Thiên chính là hy vọng của chiến điện, nếu ai dám gây bất lợi cho Long Ngạo Thiên, hắn sẽ liều mạng. Chiến Thiên Hành lạnh lùng nói, trong thần tiêu cốc của thần ma không gian, ta đã từng gặp qua Hoàng Vô Cực, hắn cũng bắt lôi linh ở thần tiêu cốc, tôi luyện tu vi, hơn nữa hắn còn từng tranh chấp với Long Ngạo Thiên, sau đó thần tiêu cung mở ra, Long Ngạo Thiên vì có được truyền thừa của thần tiêu thánh nhân, sử dụng âm mưu đê tiện làm cho ta cùng lôi linh vương lưỡng bại câu thương, hắn cuối cùng ngồi ngư ông đắc lợi, thậm chí còn làm cho lôi linh vương nhận chủ sau đó ta rời khỏi thần tiêu cốc liền nghe được tử kỳ của hoàng vô cực sở dĩ tìm được khí tức của ta ở nơi hoàng vô cực chết nhất định là long ngạo thiên muốn hãm hại ta muốn điều tra rõ chân tướng kỳ thật rất đơn giản chỉ cần thông qua thánh đạo vấn tâm ai là hung thủ tự nhiên vừa xem hiểu ngay ta dám tiếp nhận thánh đạo vấn tâm long ngạo thiên hắn dám không sắc mặt lưu văn chính lập tức thay đổi bởi vì hắn biết hoàng vô cực chính là chết ở trong tay lăng tiêu chiến thiên hành dám tiếp nhận thánh đạo vấn tâm nhưng lăng tiêu tuyệt đối không thể ở dưới thánh đạo vấn tâm sinh tử không thể tự chủ tư tưởng không thể tự chủ tất cả bí mật giấu ở trong lòng đều sẽ bị hỏi ra giống như là cởi sạch quần áo trước mặt mọi người không còn chút bí mật nào nữa quan trọng hơn căn bản không phải chém giết hoàng vô cực mà là thiên thư vô tự trên người lăng tiêu một khi vô tự thiên thư bại lộ chuyện kia nếu so với giết một cái hoàng vô cực nghiêm trọng gấp ngàn lần vạn lần đến lúc đó chỉ sợ liền liên chiến thần điện đều không giữ được lăng tiêu lăng tiêu sẽ trên đời đều là địch muốn biết ai là hung thủ rất đơn giản trực tiếp thánh đạo vấn tâm là được ta ngược lại muốn nhìn xem dưới thánh đạo vấn tâm long ngạo thiên kia nên ngụy biện như thế nào tất cả mọi người thần sắc khác nhau không khí cũng trở nên vô cùng vi diệu ầm ầm nhưng vào lúc này phiên thiên ấn xa xa bỗng nhiên bắt đầu rung động khi tức cổ xưa mà nặng nề tản mát ra từng đạo thánh uy tràn ngập ẩn chứa ba động làm cho bốn phương thiên địa đều chấn động trong phút chốc nở rộ ra vạn đạo hào quang cả tòa chiến sơn cũng chấn động theo từ trong phiên thiên ấn truyền ra một cỗ thôn phệ lực mênh mông vô cùng chiến sơn toàn thân phát sáng bốn phía mênh mông thiên địa năng lượng nhao nhao chen trúc mà đến dung nhập vào chiến sơn trên ong chiến sơn đang rung động phía trên từng đạo thần bí thánh đạo ấn ký giống như trật tự thần liên bình thường hiện ra vườn quanh ở chiến sơn chung quanh giống như là triệt để khôi phục đồng dạng hồng trung đại lữ đại đạo thần em thiên hoa loạn trụy địa dũng kim liên đủ loại dị tượng thần bí khó lường xuất hiện trên chiến sơn, mà tất cả mọi người vốn ở trong lòng núi, ngoại trừ Lưu Văn Chính và đệ tử chiến điện ra, những người khác đều bị một cỗ cự lực quét ngang ra, quét ra khỏi chiến sơn. Phiên thiên ấn cực lớn quang mang sáng chói, trực tiếp từ trong lòng núi bay ra, trôi nổi trên bầu trời chiến sơn. Một cái bạch y thắng tuyết, đầu đầy tóc đen tung bay, con ngươi như tinh quang người trẻ tuổi đứng ở phiên thiên ấn phía trên, quanh thân bị vô tận hỗn độn khí bao phủ, tự có một loại quét ngang vô địch, siêu phàm thoát tục tuyệt thế phong thái. Vâng, Long Ngạo Thiên. Có người kinh hô một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Người trẻ tuổi trên phiên thiên ấn kia, ngoại trừ Long Ngạo Thiên còn có thể là ai? Long sư đệ thật sự khống chế phiền thiên ấn. Ha ha ha, đám người thiên cương đều kích động cười to nói. Nhi a nhi a nhi, tiểu từ này lại làm náo động. Con lừa đen chừng to hai mắt, vẻ mặt khó chịu nói. Long, đại ca thật lợi hại nhìn chăm chăm cái đầu to lông sủ tử điện lôi sư thoạt nhìn thập phần đáng yêu ánh mắt trong suốt mà thuần túy tràn đầy thần sắc sùng bái trong miệng phát ra thanh thúy đồng thanh nói vèo 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 toàn bộ chiến thần điện đều bị khí tức phiên thiên ấn chấn động từng đạo thần niệm đan sen mênh mông mà khủng bố toàn bộ phóng ở trên chiến sơn rơi vào trên người lăng tiêu trên phiên thiên ấn giờ khắc này lăng tiêu trên đời chú ý ẩm ẩm theo phiên thiên ấn xuất hiện từng đạo lôi quang mãnh liệt vô cùng từ trên chín tầng trời rơi xuống, đem toàn bộ chiến sơn đều bao phủ lên. Những tia chớp màu tím kia ẩn chứa sinh cơ mênh mông, giống như thác nước trút xuống. Vì thế tất cả mọi người liền thấy được một bộ vô cùng thần kỳ cảnh tượng. Chiến sơn nguyên bản trụi lùi, bắt đầu tản ra sinh cơ bằng bạc, từng hạt giống từ trong thổ nhưỡng, khe hở tảng đá chui ra, sau đó nhanh chóng rút ra chồi non, bắt đầu sinh trưởng. Trước mắt mọi người xuất hiện ánh sáng màu xanh biếc, giống như một đại dương sinh cơ, từng hạt giống trưởng thành thành đại thụ chọc trời, từng đóa mầm non mọc ra đóa hoa rực rỡ muôn vẻ, từng cọng cỏ nhỏ lan tràn ra, giống như dây leo treo ở trên vách núi, mọc ra các loại trái cây kỳ dị, viên hầu cả người trắng như tuyết, tiên hạc nhẹ nhàng nhảy múa, hương núi thành đàn tất cả đều xuất hiện ở trên chiến sơn. Dòng nước tràn ngập, tạo thành thác nước mênh mông chảy thẳng xuống, chảy khắp núi rừng, tạo thành dòng suối nhỏ trong suốt, dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng trong suốt, sinh cơ bừng bừng tràn ngập trên chiến sơn phi bục lưu tuyền hào quang vạn đạo cổ thụ chọc trời các loại kỳ hoa dị thảo đuôi nhau nở rộ từng mảnh linh vụ tràn ngập để cho chiến sơn vốn là một mảnh hoang vu lại trở nên giống như tiên cảnh đổi trời đổi đất chiến sơn biến hóa so với thay trời đổi đất còn thần kỳ hơn nhưng đó chưa phải là kết thúc thụy khí màu tím bốc lên bao phủ toàn bộ chiến sơn ba hoa trích trè địa dũng kim liên đại đạo thần âm thần bí vang lên trên chiến sơn phảng phất ẩn chứa đại đạo trí lý, hình thành một mảnh đại đạo chân ý hải dương, vô cùng huyền đảo pháp tắc chi lực tất cả đều hiện ra trước mặt mọi người, vô luận là đám người thiên cương, huyền vương, thiết ngưu, hay là con lừa đen cùng tử điện lôi sư, thậm chí ngay cả lưu văn chính giờ phút này cũng không khỏi ngồi xếp bằng xuống. Trên mặt từng người đều lộ ra ba động vô cùng say mê, quanh thân bị chân ý đại đạo vô tận bao phủ, một thân tu vi cùng cảnh giới dĩ nhiên đều đang nhanh chóng tăng vọt chỉ là từ trên chiến sơn tràn ngập ra một tia đại đạo chân ý đều là làm cho người bên ngoài chiến sơn cảm giác được giống như thể hồ quán đỉnh có thể so với tu luyện vài năm tất cả mọi người là khó có thể tưởng tượng ở trên chiến sơn lưu văn chính đám người đến tột cùng là có cỡ nào nghịch thiên đại tạo hóa tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc vô cùng ghen tị mà tất cả đều do long ngạo thiên trên chiến sơn tạo thành toàn bộ chiến sơn giống như là cây khô gặp xuân sau khi yên lặng trăm vạn năm rốt cục bắt đầu nở rộ ra sinh cơ mênh mông mà bằng bạc hơn nữa bởi vì Phiên Thiên Ấn rốt cục có chủ nhân, món chí bảo vô thượng này dẫn động thiên địa pháp tắc minh mông, để cho đệ tử chiến điện đều là chiếm được đại tạo hóa khó có thể tưởng tượng. Thiên địa trong lúc ngũ hành chi lực hội tụ, âm dương thần quang tung hoành, đại đạo chân ý quán chú đến thiên cương đám người trên người, để cho tu vi cảnh giới của bọn họ đột nhiên tiến mạnh. Nguyên bản thần vương cảnh cường giả, muốn đột phá đến bán thánh cảnh, nhất định phải đem lĩnh ngộ pháp tắc ngưng tụ thành đại đạo chân ý, hình thành chính mình thánh đạo bản nguyên, mới có thể đột phá quá trình này cực kỳ dài đằng đẵng, coi như là rất nhiều thiên tài đệ tử đều sẽ ở thần vương cảnh viên mãn phí thời gian vô số năm mới có thể một khi giác ngộ. Giống như là chiến thần học viện viện trưởng đồng uyên cũng đã ở thần vương cảnh viên mãn dừng lại mấy ngàn vạn năm, đây là nước mài công phu, cũng là mài tâm tình, mài tu vi, lĩnh ngộ đại đạo chân y quá trình. Nếu như không có nghịch thiên tạo hóa cùng cơ duyên, căn bản không có khả năng một lần là xong. Cho dù là đám người thiên cương đều là hạng người thiên phú siêu tuyệt, nhưng muốn đột phá đến cảnh giới bán thánh chỉ sợ ít nhất còn phải tu luyện trên trăm năm thậm chí hơn ngàn năm nhưng hôm nay bọn họ lại gặp phải một hồi tạo hóa cùng cơ duyên vô thượng đem quá trình này rút ngắn ngàn lần vạn lần đạo tâm viên mãn tu vi viên mãn trong quá trình hấp thu chân ý của chư thiên đại đạo dần dần tìm được thánh đạo của bản thân bùm một cỗ khí tức thánh đạo thần bí từ trên người đám người thiên cương tản mát ra làm cho khí tức của bọn họ đều trở nên vô cùng huyền diệu ẩn chứa một cỗ lực lượng bằng bạc phẳng phất tùy thời muốn đột phá bọn họ Bọn họ đây là muốn đột phá đến bán thánh chi cảnh." Có người kinh hô một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, "Tại sao chiến sơn lại có loại đại tạo hóa này? Chẳng lẽ tất cả đều do tên Long Ngạo Thiên kia tạo thành sao?" Có đệ tử trong ánh mắt tràn đầy vẻ ghen tị. "Phải biết rằng, đột phá đến cảnh giới bán thánh, đây vô luận là ở bất hủ thánh địa nào đều xem như một đại sự, tông môn sẽ cử hành đại điển chúc mừng, có tư cách tấn thăng làm đệ tử chân truyền." trong 12 đại thánh địa bất hủ, cường giả cấp bậc thánh nhân là căn bản, bán thánh kia chính là người có hy vọng chứng đạo thành thánh nhất, địa vị cũng sẽ trở nên không gì sánh kịp, vượt xa đệ tử thần vương cảnh. Nếu như chiến sơn mười mấy người toàn bộ tấn thăng đến bán thánh chi cảnh, đây tuyệt đối là một đại sự, sẽ khiếp sợ toàn bộ chiến thần điện đại sự. Không phải long ngạo thiên tạo thành, mà là phiên thiên ấn. Trăm vạn năm trước, chiến điện đứng đầu cửu mạch, khí tượng rộng lớn, cường giả tụ tập, xích long chiến thần càng chấp trưởng phiên thiên ấn, quét ngang thiên hạ, mấy trưởng lão khuôn mặt già nua, giống như là nghĩ tới điều gì, tràn ngập khiếp sợ. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, Phiên Thiên ấn tản mắt ra một cỗ sáng lạn quang mang, trong phút chốc đem toàn bộ chiến sơn tất cả đều bao phủ lên, hình thành một mảnh rực rỡ chói mắt kết giới, trực tiếp đem cỗ huyền ảo pháp tắc cùng đại đạo chân ý tất cả đều khóa chặt lại. Nguyên bản một tia khí tức tiết ra ngoài cũng đều biến mất không thấy, hội tụ ở bên ngoài chiến sơn những đệ tử kia, từng cái đều là lộ ra vô cùng tiếc nối thần sắc phải biết rằng chỉ là phiên thiên ấn tiết lộ một tia khí tức cũng làm cho bọn hắn cảm giác được tạo hóa thật lớn có thể so với ngày thường mấy tháng khổ tu chiến đấu trên núi khí huyết quanh thân thiên cương ngập trời trong phút chốc làm cho hư không bốn phương đều chấn động một cỗ chân ý thánh đạo bằng bạc sẽ từ trên người hắn phun ra phảng phất hắn rốt cuộc không cách nào áp chế tu vi sẽ đột phá đến cảnh giới bán thánh không tốt ánh mắt lăng tiêu trung phong mang chợt lóe nhất thời khống chế phiên thiên ấn một cỗ phong ấn chi lực bằng bạc từ trong phiên thiên ấn bắn ra trực tiếp tràn vào trong cơ thể thiên cương, đem tu vi cùng bạo của hắn áp chế xuống, ngăn cản hắn đột phá đến cảnh giới bán thánh. Thiên cương dù sao mới đột phá đến thần vương cảnh viên mãn không lâu, hôm nay tạo hóa đã đủ nhiều, nếu như giờ phút này mạnh mẽ đột phá đến bán thánh cảnh, khó tránh khỏi sẽ căn cơ bất ổn, cho nên lăng tiêu cũng không muốn hắn cứ như vậy đột phá. Quan trọng hơn là, lăng tiêu có thể cảm giác được, theo thiên cương đột phá, cỗ huyết mạch phong ấn trong cơ thể hắn phỏng phất có chút áp chế không được, thiên cương chính là con cháu của bản cổ đại đế, mấu chốt nhất chính là thần giới chi trung hoa tộc cùng thiên chú tông chỉ sợ không lúc nào là không dám thị huyết mạch của bàn cổ nhất tộc xuất hiện nếu như thiên cương bởi vì đột phá tu vi mà bại lộ ra huyết mạch của bàn cổ nhất tộc chỉ sợ trong khoảnh khắc sẽ có đại họa giáng lâm hoa tộc cùng thiên chú tông nếu là liên thủ chiến thần điện đều gánh không nổi hơn nữa cũng không có khả năng sẽ vì thiên cương đi kháng hạ hai đại siêu cấp thế lực này ngay sau đó lăng tiêu liên tục thi triển phong ấn lực lượng đem huyền vương thiết ngư, hắc lư đám người tu vi tất cả đều phong cấm, trợ bọn hắn áp chế trong cơ thể tu vi, không cho bọn hắn đột phá đến bán thánh cảnh, chỉ là để cho bọn hắn tiếp tục tìm hiểu minh mông đại đạo chân ý, tăng cường tự thân nội tình. Phiên thiên ấn tích xúc lực lượng trăm vạn năm, vẻn vẹn là vài phần dư ba, đều làm cho đám người thiên cương chiếm được tạo hóa vô thượng, ngay cả sinh cơ trong cơ thể đại trưởng lão Lưu Văn Chính cũng trở nên tràn đầy. Tuy rằng Tu Vi không có đột phá, nhưng khí tức cũng cường thịnh hơn rất nhiều. ầm ầm. Thiên địa chấn động, toàn bộ chiến sơn lúc này đại biến bộ dáng. Chiến sơn khí thế bằng bạc, cổ thụ chọc trời, dây mây già vần quanh, các loại kỳ hoa dị thảo nở rộ, tản mát ra mùi thơm kỳ dị, các loại chân cầm dị thú du tẩu trong núi rừng, thác nước chảy suối, quái thạch kỳ dị, linh vụ bằng bạc mà mênh mông bao phủ ở trong núi rừng, làm cho người ta ngửi một ngụm cũng cảm giác được cả người thư thái. Chiến điện trên đỉnh núi nở rộ ra ngàn màu sắc rực rỡ, hào quang vạn đạo, cổ xưa mà thần bí, làm cho hư không bốn phương đều đang kịch liệt rung động, cỗ khí tức tăng thương mà cổ xưa kia phảng phất đang nói cho mọi người biết, chiến điện đã từng huy hoàng cùng vinh quang. Lăng Tiêu Lăng không mà đứng, bạch y thắng tuyết, dáng người thon dài mà anh vĩ, khuôn mặt bình tĩnh, cơ thể tản ra hào quang thần bí, quanh thân bao phủ sương mù hỗn độn nhàn nhạt, nhạt phảng phất trở thành trung tâm của toàn bộ thế giới, làm cho tâm thần người ta không khỏi rung động. Quan trọng hơn là, phiên thiên ấn hóa thành nắm tay lớn nhỏ, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, toàn thân đen kịt như mực, nhưng lại có một loại phá diệt thiên địa, chấn áp chư thiên ba động tràn ngập ra. Phiên thiên ấn cùng chiến điện tôn nhau thành huy, càng làm cho ánh mắt lăng tiêu có một loại lực lượng nhìn thấu lòng người, ngay cả đám người lôi thiên tuyệt cùng hình quân cũng có chút không dám cùng lăng tiêu đối diện, không khỏi cúi đầu. Phiên thiên ấn, vốn là của ta, là của ta. Khuôn mặt anh Tuấn của chiến thiên hành vô cùng vặn vẹo, tràn ngập sát ý điên cuồng cùng ghen tị, ở trước mặt Lăng Tiêu hôm nay, lại để cho trong lòng của hắn sinh ra một loại cảm giác không bằng Lăng Tiêu, để cho trong lòng hắn luôn luôn cao ngạo tràn ngập lửa giận cùng sát khí. Người này tuyệt đối không thể lưu. Lôi Thiên Tuyệt cùng Hình Quân nhìn nhau, đều thấy được trong ánh mắt kiên kỵ cùng sát ý mãnh liệt. Lăng Tiêu vẫn chỉ là tu vi thần vương cảnh viên mãn, nhưng hắn chấp trưởng phiên thiên ấn, lại tạo thành động tĩnh lớn như thế trước mắt, khiến trong lòng Lôi Thiên Tuyệt và Hình Quân đều sinh ra một loại cảm giác nguy cơ khó hiểu. Ầm ầm thiên địa rung động, xa xa trong hư không nở rộ ra hào quang rực rỡ, từng đạo khí tức cường đại ngang trời mà đến. Lăng tiêu chấp trưởng phiên thiên ấn tin tức đã truyền khắp toàn bộ chiến thần điện, thậm chí liên chiến thần điện chiến thần đại nhân đều bị kinh động. Một bộ áo trắng, phong hoa tuyệt đại, khí chất siêu nhiên vô cùng, cả người bao phủ ở nhàn nhạt trong hào quang, thấy không rõ khuôn mặt nhưng là cỗ kia minh mông thánh đạo lực lượng, lại để cho mảnh hư không này đều triệt để chấn động lên, đại đạo tiên hoa từ trong hư không trôi nổi đi ra, từng đạo hoa sen màu vàng tràn ngập, dị tượng thần bí lượn lờ ở trong thiên địa, để cho tất cả mọi người là không khỏi cả người chấn động. Chiến thần trí tôn của chiến thần điện phủ xuống, tham kiến chiến thần đại nhân. Trong ánh mắt tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc vô cùng kính sợ, nhao nhao thi lễ với bạch y chiến thần, thanh âm giống như sấm sét chấn động tận trời. Miễn lễ, chiến thần thản nhiên nói, ánh mắt rơi vào trên người lăng tiêu trong hư không, ở bên cạnh chiến thần còn có một lão giả râu tóc điều bạc mặc một bộ đạo bào màu tím hoa quý cầm trong tay một thanh phất trần thoạt nhìn tiên phong đạo cốt khuôn mặt uy nghiêm vô cùng khí tức của hắn đồng dạng là vô cùng cường đại cũng là một tôn thánh nhân phía sau lão giả đứng một cái mặc áo bào tím trung niên nhân cùng với một cái khuôn mặt kiêu căng thanh niên từng cái khí tức đều là vô cùng cường đại áo bào tím trung niên nhân dĩ nhiên có chín chuyển bán thánh tu vi ngay cả cái kia khuôn mặt kiêu căng thanh niên cũng có ba chuyển bán thánh thực lực người của cửu trọng đế khuyết. Lăng tiêu ánh mắt trung phong mang chợt lóe, nhất thời liền nhận ra, cái kia dâu tóc điều bạc lão giả cùng với phía sau hắn người, tất cả đều là đến từ cửu trọng đế khuyết, hơn nữa thoạt nhìn lai ra bất thiện. Thật không ngờ chiến điện suy yếu trăm vạn năm, hôm nay lại có người có thể chấp trưởng phiên thiên ấn, thật sự là đáng mừng. Lão giả dâu tóc bạc phơi nhìn thấy biến hóa của chiến sơn phía dưới, trong ánh mắt cũng có một tia kinh ngạc, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người lăng tiêu, sâu thẳm vô cùng phảng phất muốn nhìn thấu toàn thân lăng tiêu. Bất quá lăng tiêu giờ phút này thi triển che thiên bí thuật, cả người thoạt nhìn giống như là một mảnh hỗn độn, lão già mặc dù là thánh nhân chi tôn, nhưng cũng không cách nào nhìn thấu lăng tiêu hư thực. Quả nhiên là vì hoàng vô cực mà đến. Trong lòng lăng tiêu khẽ động, không khỏi cười lạnh. Thần sắc chiến thần rất bình tĩnh, phảng phất không có bất kỳ biểu tình gì, mà một thân bạch y, nho nhã bất phàm dương phàm hướng lão già chắp tay thi lễ nói, Hoàng Thánh, Hoàng Vô Cực là vì sao mà chết, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Dương Phạm biết, lão giả này tên là Hoàng Thái, chính là thái thượng trưởng lão của hoàng tộc cửu trọng đế khuyết, một thân thực lực sâu không lường được, mấy chục vạn năm trước cũng đã chứng đạo thành thánh, hiện giờ ai cũng không biết hắn là cảnh giới gì. Cho nên Hoàng Thái giá lâm chiến thần điện, chiến thần đại nhân mới tự mình đến nghênh đón. A, à, nói như thế, các ngươi là muốn bao che kẻ này. Hoàng Thái thản nhiên nói, thân sắc thập phần đạm mạc, trên người hắn có một tia thánh uy nhàn nhạt tràn ngập ra nhất thời làm cho hư không bốn phía đều kịch liệt rung động trong ánh mắt dương phàm đều không khỏi lộ ra một tia kiêng kỵ không dám hoàng thánh không bằng chờ chúng ta điều tra rõ ràng việc này lại xem xử trí như thế nào dương phàm mỉm cười nói hoàng thái nhìn chiến thần một cái nói chiến thần đại nhân lão phu cũng không phải là người không nói đạo lý chỉ cần điều tra rõ cái chết của cháu ta không liên quan đến bọn họ ta lập tức đi ngay cho nên lão phu nhất định phải thi triển thánh đạo vấn tâm điều tra nội tâm chiến thiên hành cùng long ngạo thiên để tìm ra hung phạm thật sự sát hại cháu ta hoàng thái vừa dứt lời sắc mặt lưu văn chính lập tức thay đổi hắn biết hoàng vô cực đúng là chết ở trong tay lăng tiêu nếu quả thật do hoàng thái thi triển thánh đạo vấn tâm chỉ sợ kết quả lập tức sẽ rõ ràng hơn nữa trong tay lăng tiêu còn có vô tự thiên thư đến lúc đó bất kể là vì giúp hoàng vô cực báo thù hay là vô tự thiên thư bại lộ chỉ sợ toàn bộ chiến thần điện đều sẽ lâm vào trong một hồi hạo kiếp, mà lăng tiêu cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoàng Thái, nơi này là chiến thần điện ta, không phải cửu trọng đế khuyết ngươi, ngươi chỉ dựa vào hoài nghi, đã muốn thi triển thánh đạo vấn tâm, tra hỏi đệ tử chiến thần điện ta, ngươi có tư cách gì? Trong thanh âm lưu văn chính đè né một tia phẫn nộ nói, tu vi rơi xuống bán thánh chi cảnh, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi vẫn là trăm vạn năm trước sao? lão phu có chứng cớ, tại ta tôn nhi tử vong địa phương, chiến thiên hành cùng long ngạo thiên đều đã từng xuất hiện qua, bọn họ hai người có được lớn nhất hiểm nghi. Hoàng Thái lạnh lùng nói, trong thanh âm có một cỗ ý như đinh đóng cột. Hoàng Thái, nếu vẫn là trăm vạn năm trước, ngươi dám ở trước mặt lão phu kiêu ngạo. Long ngạo thiên là ta chiến điện người, bây giờ khống chế phiền thiên ấn, càng là ta chiến điện chi chủ, chỉ bằng ngươi còn không có tư cách đối với hắn thi triển thánh đạo vấn tâm. Lưu Văn Chính cười lạnh một tiếng, không hề nhượng bộ, trong ánh mắt hoàng thái lộ ra một tia hàn mang lời nói của lưu văn chính phẳng phất xúc động nội tâm đã sớm không ngợn sóng của hắn hắn và lưu văn chính chính là nhân vật cùng một thời đại trăm vạn năm trước khi hai người còn chưa chứng đạo thành thánh lưu văn chính đã đè hắn một đầu thậm chí ngay cả sau khi chứng đạo thành thánh hắn cũng mấy lần bại ở trong tay lưu văn chính bị hắn dẫn đến vô cùng nhục nhã ai dám ngăn cản ta báo thù cho hoàng vô cực chính là tử địch của hoàng thái ta ánh mắt hoàng thái lạnh lùng nhìn chằm chằm lưu văn chính nói từng đạo thánh uy quanh thân ẩn mà không phát ra khí tức cũng trở nên vô cùng khủng bố nhưng vào lúc này chiến thiên hành bỗng nhiên cười lạnh một tiếng nói khởi bẩm chiến thần đại nhân ta có thể chứng minh sát hại hoàng vô cực người chính là long ngạo thiên hắn phá hư ta chiến thần điện cùng cửu trọng đế khuyết minh ước cả gan làm loạn lạm sát người vô tội căn bản không xứng làm ta chiến thần điện đệ tử lại càng không xứng chấp trưởng phiên thiên ấn lôi thiên tuyệt cũng lạnh lùng nói chiến thần đại nhân ta cũng đồng ý thi triển thánh đạo vấn tâm với chiến thiên hành và long ngạo thiên, dù sau đây cũng liên quan đến minh ước giữa chiến thần điện ta và cửu trọng đế khuyết, nếu cuối cùng điều tra rõ bọn họ không phải hung thủ, đương nhiên có thể tiêu trừ hiểu lầm. Chiến thần đại nhân, đây không phải là chuyện đơn giản, liên quan đến an nguy của chiến thần điện ta. Nếu quả thật có đệ tử dám can đảm phá hư quan hệ huynh đệ giữa chiến thần điện ta và cửu trọng đế khuyết, lẽ ra phải giết. Hình quân cũng đứng ra phụ họa. Không khí trong nháy mắt trở nên vô cùng vi diệu đông đảo đệ tử cùng trưởng lão thần sắc khác nhau, đều là đối với chuyện lăng tiêu chém giết hoàng vô cực nửa tin nửa ngờ. Nhưng hôm nay thật sự là Long Ngạo Thiên chém giết Hoàng Vô Cực tất sẽ khiến cho cửu trọng đế khuyết định ý. Chiến thần điện hôm nay, bấp bênh, đã không còn cường đại như trăm vạn năm trước, trước mặt có thể xếp hạng trong 12 đại thánh địa bất hủ, nhưng cũng chỉ là cuối cùng mà thôi. Mấy năm nay, toàn bộ dựa vào kết minh với cửu trọng đế khuyết, Thái Thượng Đạo Cung mới có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, cho nên đệ tử chiến thần điện đều là thập phần biệt khuất, mỗi lần gặp phải cửu trọng đế khuyết cùng thái thượng đạo cung đệ tử, đều sẽ lựa chọn nhượng bộ, thế cho nên để cửu trọng đế khuyết càng ngày càng kiêu ngạo cùng ngưng ngạnh. Dù sao, cửu trọng đế khuyết thực lực thập phần khủng bố, coi như là ở 12 đại bất hủ thánh địa bên trong, đều có thể xếp ở hàng đầu. Chẳng lẽ, ta chiến thần điện bên trong thật sự chỉ có thể nén giận, hy sinh đệ tử của mình sao? nhìn thấy phản ứng của đám người lôi thiên tuyệt và hình quân rất nhiều đệ tử đều cảm giác được trong lòng có một loại bi ai có một loại cảm giác thò từ hồ bi nơi này là chiến thần điện lúc nào người của cửu trọng đế khuyết có thể diễu võ dương oai ở chỗ này lăng tiêu thấy một màn như vậy trong lòng cũng không khỏi hiện ra lửa giận đây chính là chiến thần điện đây chính là chiến thần điện xích long chiến thần chết cũng không quên được lúc nào cũng trở nên mềm nhũng như thế tâm huyết trong lòng tất cả đều bị mài đi tiếp tục như vậy chiến thần điện còn có thể có tiền đồ gì chỉ sợ sớm muộn gì cũng phải từ trong mười hai đại bất hủ thánh địa ngã xuống sau đó bị người nuốt một ngụm ngay cả cảm giác của lăng tiêu đối với bạch y chiến thần trên hư không cũng trở nên có chút chán ghét chiến thần điện biến thành như ngày hôm nay thân là chiến thần điện chiến thần trí tôn tất nhiên có trách nhiệm rất lớn lăng tiêu trực tiếp đứng ra cười lạnh một tiếng nói hoàng vô cực không phải ta giết nhưng là vì chứng minh ta trong sạch ta nguyện ý tiếp nhận thánh đạo vấn tâm lòng ngạo thiên ngươi Lưu Văn Chính lập tức sốt ruột, muốn ngăn cản Lăng Tiêu, nhưng bị một ánh mắt của Lăng Tiêu ngăn cản, chẳng biết tại sao trái tim Lưu Văn Chính bỗng nhiên có chút định xuống. Hắn tin tưởng Lăng Tiêu sẽ không hy sinh vô vị, xem ra là trong lòng nắm chắc mới có thể tiếp nhận vấn tâm của Thánh Đạo. Chiến thiên hành cùng lôi thiên tuyệt đám người đều là có chút kinh ngạc, dựa theo suy đoán của bọn họ. Hoàng vô cực 89 phần 10 chính là Lăng Tiêu giết, hắn làm sao dám tiếp nhận Thánh Đạo vấn tâm. Trong chuyện này chẳng lẽ có chuyện gì bọn họ không biết sao? coi như ngươi có chút can đảm, nếu quả thật chứng thực Hoàng Vô Cực không phải ngươi giết, ta không làm khó ngươi. Nhưng nếu thật sự là ngươi giết Hoàng Vô Cực, vậy đừng trách lão phu không khách khí. Hoàng Thái nhàn nhạt, 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 nhìn Lăng Tiêu một cái nói, ta nguyện ý tiếp nhận thánh đạo vấn tâm, nhưng là ta có một điều kiện. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, điều kiện gì? Hoàng Thái Đạm Mạc hỏi, nơi này là chiến thần điện ta, không phải cửu trọng đế khuyết ngươi, ta là đệ tử chiến thần điện, cũng không phải đệ tử cửu trọng đế khuyết nơi này không phải nơi ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi nếu ngươi có thể chứng minh là ta giết hoàng vô cực ta đây cam nguyện chịu ngươi xử trí nhưng nếu cuối cùng chứng minh không phải ta giết hoàng vô cực ta muốn ngươi xin lỗi ta lăng tiêu nhìn thẳng hoàng thái nói ánh mắt trong suốt thanh âm sụp sôi vô cùng long ngạo thiên ta xem ngươi nằm mơ đi ngươi xem như là thứ gì cũng dám để hoàng thánh xin lỗi ngươi một đạo thanh âm trói tai chuyển đến trong ánh mắt chiến thiên hành tràn đầy vẻ trào phúng nói hoàng thánh đường đường thánh nhân tri tôn làm sao có thể xin lỗi ngươi long ngạo thiên ngươi không nên kéo dài thời gian ta thấy hoàng vô cực chính là ngươi giết ngươi vẫn nên ngoan ngoãn nhận tội phục pháp không nên phá hư quan hệ giữa chiến thần điện ta và cửu trọng đế khuyết lôi thiên tuyệt cũng cười lạnh một tiếng nói câm miệng lăng tiêu đột nhiên nhìn về phía chiến thiên hành cùng lôi thiên tuyệt quát lớn tả một cái chiến thần điện cùng cửu trọng đế khuyết trong lúc đó quan hệ lại một cái chiến thần điện cùng cửu trọng đế khuyết trong lúc đó quan hệ các ngươi còn hay không chiến thần điện đệ tử tâm huyết của các ngươi đâu kiêu ngạo của các ngươi đâu sống lưng của các ngươi đâu ta rốt cục biết chiến thần điện tại sao lại suy yếu căn bản không phải bởi vì trăm vạn năm trước trận đại kiếp nạn kia mà là bởi vì có các ngươi những này lấn hạ bị thượng chỉ biết là trong ổ hoành nhưng quỳ liếm người khác cặn bã bởi vì các ngươi cũng sớm đã quỳ quá lâu đã quên đứng lên thẳng lưng làm sao tới làm người ầm ầm Lăng tiêu mỗi nói ra một câu, đều sẽ hướng chiến thiên hành cùng lôi thiên tuyệt tới gần một bước, thanh âm giống như lôi đình cuồn cuộn, vang vọng toàn bộ chiến thần điện. Hắn giống như là một tôn thánh hiền thượng cổ giận giữ mắng bỏ tà ma, chấp trưởng chân lý chính nghĩa, toàn thân đều tản ra một cỗ khí thế nghiêm nghị không thể xâm phạm. Chúng ta quỳ trời quỳ đất quỳ cha mẹ, ngoài ra dám để cho chúng ta quỳ xuống người, đều là chúng ta địch nhân, tất giết. Ta chiến thần điện tinh thần, chính là chiến thiên chiến địa, chiến hết thảy có thể chiến chi địch mặc dù ngàn vạn người ta đi rồi. Nếu là mất đi cỗ này huyết tính, mất đi chúng ta ngạo cốt, chiến thần điện coi như là tồn tại, nhưng cùng diệt có gì khác nhau? Long ngạo thiên ta là nam nhi tốt, có ngạo cốt bong bong, xấu hổ làm bạn với loại xương mềm như các ngươi. Lăng tiêu gần từng chữ, khí thế bằng bạc mà sụp sôi, quanh thân đều mang theo một cỗ đại thế thiên địa minh mông, áp bách về phía chiến thiên hành cùng lôi thiên tuyệt, nhất thời làm cho tâm thần bọn họ rung động, sắc mặt tái nhợt, không khỏi lui về phía sau vài bước. Nói hay lắm, Ta chiến thần điện đại Nam Nhi, có nhiệt huyết, có ngạo cốt, không quỳ bất luận kẻ nào. Mẹ nó, người làm nhục chiến thần điện ta, giết không tha. Đông đảo đệ tử chiến thần điện cùng trưởng lão, đều là bị lăng tiêu một phen nói đến nhiệt huyết sôi trào, từng cái rõng rạc, ánh mắt đều trở nên vô cùng sáng ngời lên, tràn ngập lửa giận cùng chiến ý, căm tức nhìn hoàng thái, chiến thiên hành cùng lôi thiên tuyệt đám người, giờ khắc này giống như mọi người phủ bụi đã lâu kia một khóa bách chiến tri chi tâm cũng thức tỉnh toàn bộ chiến thần điện vô số đệ tử cùng trưởng lão khí huyết ngập trời ngưng tụ thành một mảnh mãnh liệt thần quang đem thiên địa đều bao phủ lên long sư đệ nói không sai chiến thần điện ta tình nguyện đứng chết tuyệt không quỳ sống đám người thiên cương nhiệt huyết sôi trào trong ánh mắt huyền vương vương lâm cùng mẫn nhu nhìn về phía lăng tiêu đều hiện ra tia dị sắc tốt 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 sư tôn ngươi thấy không ngươi có một đồ nhi tốt a à? Lưu Văn Chính sớm đã là lão lệ tung hoành, cả người kích động không thể kiềm chế, trong thoáng chốc hắn phẳng phất từ trên người lăng tiêu thấy được trăm vạn năm trước, cái bóng quét ngang vô địch, chấn áp bát hoang kia, giờ khắc này xích long chiến thần cùng lăng tiêu phẳng phất dung là một thể. Tất cả mọi người là cả người chấn động, ngay cả bạch y chiến thần nhìn về phía lăng tiêu trong ánh mắt cũng là nhiều hơn vài phần phức tạp. Người này lại có thể điều động chiến ý cùng lòng tuẫn đạo của mọi người chiến thần điện, tuyệt không thể lưu. Thần sắc hoàng thái vốn vô cùng lạnh nhạt, rốt cục thay đổi, hắn nhìn về phía lăng tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia thật sâu kiên kỵ chi ý thậm chí còn có một tia vô cùng mịt mờ sát cơ hoàng thái cũng là hạng người tâm cơ thâm trầm hành vi của hắn ở chiến thần điện nhìn như kiêu ngạo trên thực tế lại ẩn chứa thâm ý không chỉ bởi vì thân phận thánh nhân của hắn cũng không chỉ vì tôn nhi hoàng vô cực của hắn báo thù quan trọng hơn là hắn muốn thông qua lần hưng sư vấn tội này tiến thêm một bước chèn ép tâm trí của mọi người chiến thần điện để cho bọn họ không dám sinh ra tâm tư chống lại cửu trọng đế khuyết nhưng hắn thật không ngờ chính là, lăng tiêu một phen nói, vậy mà kích phát chiến thần điện mọi người cùng chung mối thù tâm lý, để cho bọn họ chiến ý ngẩng cao đầu, phảng phất tồn đọng như trước cỗ oán khí kia bộc phát ra. Có thể đưa tới loại tác dụng này, ngoại trừ lăng tiêu một phen khẳng khái trần từ bên ngoài, quan trọng hơn chính là Hoàng Thái phát hiện lăng tiêu dĩ nhiên có thể cùng phiên thiên ấn hình thành một loại thánh đạo cộng minh, cho nên lúc nói chuyện liền giống như thánh nhân bình thường, có được một loại ngôn xuất pháp tùy lực lượng đây là đem phiên thiên ấn luyện hóa đến tùy tâm sở dục cảnh giới, mới có thể hình thành thánh đạo cộng minh, để cho Hoàng Thái trong lòng vô cùng khiếp sợ. Trong lòng Hoàng Thái có một loại biến khéo thành vụng cảm giác, kích phát chiến thần điện mọi người chiến ý, giống như là trong lòng bọn họ xuất hiện một hạt giống giống nhau, sớm muộn có một ngày có thể trưởng thành đại thụ chọc trời. Nếu như chiến thần điện thật sự trưởng thành, vậy đối với cửu trọng đế khuyết tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Một chiến thần điện dễ dàng khống chế, chính là thứ mà cửu trọng đế khuyết càng hy vọng nhìn thấy. Hoàng Thái trưởng lão, Long Ngạo Thiên yêu cầu, ta cho rằng rất hợp lý. Nếu như thông qua thánh đạo vấn tâm, phát hiện Long Ngạo Thiên là sát hại hoàng vô cực hung thủ, vậy bổn tọa liền đem hắn giao cho người xử trí. Nhưng nếu hắn không phải sát hại hoàng vô cực hung thủ, người nhất định phải hướng hắn xin lỗi. Bạch y chiến thần bỗng nhiên lên tiếng, hắn nghiêm túc nhìn Hoàng Thái nói, trong ánh mắt có một tia sáng chói phong mang. Hoàng Thái thoáng do dự một chút, lập tức lạnh lùng cười nói, tốt, không thành vấn đề. Lão tổ, người trung niên áo tím và thanh niên kiêu căng phía sau hoàng thái đều có chút sốt ruột. Hoàng thái chính là thánh nhân chi tôn, lại là thái thượng trưởng lão của cửu trọng đế khuyết, nếu như xin lỗi một đệ tử chân truyền của chiến thần điện, vậy truyền đi chỉ sợ cũng thật sự làm trò cười cho người trong nghề, ngay cả cửu trọng đế khuyết khẳng định cũng mất mặt. Không cần nhiều lời. Hoàng thái ngăn cản hai người bọn họ, thấy hoàng thái tâm ý đã quyết. Hai người kia cũng chỉ có thể nói cười khổ một tiếng không nói thêm gì nữa, nhưng là nhìn về phía lăng tiêu trong ánh mắt lại nhiều hơn rất nhiều địch ý cùng sát cơ để cho công bằng. Để ta cùng Hoàng Thái Trưởng Lão cùng nhau chủ trì thánh đạo vấn tâm, Hoàng Thái Trưởng Lão không có ý kiến chứ. Bạch Y Chiến Thần thản nhiên nói. Tôi không có ý kiến. Hoàng Thái nhẹ gật đầu nói, hắn tự nhiên biết Chiến Thần Điện không có khả năng yên tâm để cho một mình hắn thi triển thánh đạo vấn tâm, dù sao dưới thánh đạo vấn tâm, tất cả bí mật đều không còn là bí mật. Long Ngạo Thiên, Chiến Thiên Hành, các người lại đây đi. Bạch Y Chiến Thần bình tĩnh nói. Lăng Tiêu Thần sắc lạnh nhạt, đi tới trước mặt Bạch Y Chiến Thần, chiến thiên hành tuy rằng cũng đồng dạng là đi tới nhưng sắc mặt cũng có chút khó coi hắn tuy rằng khẳng định cái chết của hoàng vô cực cùng lăng tiêu có quan hệ thế nhưng nhìn thấy thần sắc tự tin của lăng tiêu như thế trong lòng của hắn lại có chút không xác định lôi phó điện chủ long ngạo thiên này không phải thật sự không liên quan đến cái chết của hoàng vô cực chứ hình quân cũng có chút nghi hoặc truyền âm cho lôi thiên tuyệt nói ta đã từng đi thần ma không gian điều tra cũng đã tìm mấy đệ tử lôi điện chứng thực lăng tiêu quả thật vào thần tiêu cốc hơn nữa sau khi chiến thiên hành rời đi, Hoàng Vô Cực đã chết, nơi chết còn lưu lại khí tức chiến thiên hành, nhất định là Long Ngạo Thiên người này giết Hoàng Vô Cực, sau đó giá họa cho chiến thiên hành. Lôi thiên tuyệt cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt có một tia sát ý lạnh như băng. Vừa rồi lăng tiêu đem hắn cùng chiến thiên hành mắng cầu huyết lâm đầu, hết lần này tới lần khác hắn còn phát tác không được, trong lòng cũng là nghẹn một bụng tức giận, hận ý đối với lăng tiêu càng sâu hơn rất nhiều. Cho nên hắn ước gì lăng tiêu suy xẻo, Đến lúc đó Lăng Tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà Phiên Thiên ấn trên người hắn nhất định sẽ giao cho Chiến Thiên Hành nắm trong tay. Không sai, Thánh đạo hỏi tâm, trong thần tiêu cốc rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đều sẽ rõ ràng. Hình Quân gật gật đầu nói, ánh mắt mọi người giờ phút này đều rơi vào Lăng Tiêu cùng Chiến Thiên Hành, thần sắc khác nhau. Giờ phút này, Chiến Thần Điện đông đảo đệ tử, vô luận là nội môn đệ tử hay là chân truyền đệ tử, đều là đối với Lăng Tiêu tràn ngập kính nể cùng đồng tình, mà đối với hoàng thái đám người trợn mắt nhìn, bọn hắn thậm chí đều đang suy nghĩ, coi như là Lăng Tiêu giết hoàng vô cực, bọn hắn cũng phải nghĩ biện pháp đem Lăng Tiêu bảo vệ, Chiến Thần Điện cần đệ tử như vậy, quyết không thể giao cho cửu trọng đế khuyết đến xử trí mà trong ánh mắt đám người lưu văn chính thiên cương tràn đầy vẻ lo lắng nhưng bọn họ hết lần này tới lần khác giờ phút này lại bất lực bọn họ tuy rằng tin tưởng lăng tiêu nhưng không biết lăng tiêu nên như thế nào mới có thể vượt qua cửa ải này thánh đạo vấn tâm bốn chữ này quá mức trầm trọng làm cho bọn họ căn bản không thể thoải mái bùm hoàng thái quanh thân quang mang mãnh liệt trái mắt trong phút chốc một cỗ thánh đạo quang trụ sông lên trời ẩn chứa mênh mông đại đạo bồn nguyên lực để cho bầu trời cũng bắt đầu kịch liệt rung động lôi quang rực rỡ, lôi đình màu tím, đan sen, giờ khắc này hoàng thái phòng phất hóa thân thành thiên đế nắm trong tay lôi đình, quanh thân đều tản ra khí tức uy nghiêm mà thần bí. Trên đỉnh đầu hoàng thái, một viên đạo quả màu tím trôi nổi lên, tản ra mùi thơm kỳ dị, giống như mặt trời màu tím rực rỡ chói mắt. Lôi đình đạo quả sao? Lăng tiêu ánh mắt trung phong mang chợt lóe, hoàng thái ngưng tụ chính là lôi đình đạo quả, cho nên hắn có thể khống chế lôi đình lực. Bùm, mà vào lúc này, quanh thần bạch y chiến thần cũng tản mát ra một luồng thần hà rực rỡ. Trên đỉnh đầu của nàng, phảng phất có một vầng mặt trời màu vàng, rơi xuống từng đạo hỏa diễm rực rỡ, tản ra hào quang vô cùng nóng bỏng, bao phủ cả người hắn, khiến bạch y chiến thần giờ khắc này thoạt nhìn, phảng phất là một vị thần mặt trời. Đây là phần thiên đạo quả mà phần thiên thánh pháp ngưng tụ. Lăng tiêu nhận ra khí tức dao động trên người bạch y chiến thần. Trong lúc đó hai quả đạo quả kia rực rỡ chói mắt, giống như hai đợt mặt trời treo cao trên bầu trời khí tức thánh đạo trùng trùng điệp điệp phủ xuống trong nháy mắt liền đem lăng tiêu cùng chiến thiên hành bao phủ lên trong phút chốc lăng tiêu cảm giác được hắn toàn thân đều không cách nào nhúc nhích mà cỗ kia mênh mông thánh đạo khí tức thì là trực tiếp hướng về phía hắn nguyên thần mà đến muốn dò xét hắn nội tâm chỗ sâu nhất ký ức cái gọi là thánh đạo vấn tâm chính là thánh nhân lấy thánh đạo lực khảo vấn nội tâm lấy ra ký ức tiếp nhận thánh đạo vấn tâm về sau cả người sẽ bại lộ ở thánh nhân trước mặt không còn có một chút bí mật nào loại thủ đoạn vấn tâm thánh đạo này tương đối ôn hòa không tàn nhẫn như sư hồn thuật của ma tộc đối với võ giả cũng không có ảnh hưởng gì chỉ là vì nghiệm chứng một số chuyện mà tồn tại nội tâm lăng tiêu không ngợn sóng nguyên thần trong suốt không tì vết phảng phất không có bất kỳ chống cự nào hai đạo khí tức thánh đạo kia liền dễ dàng tiến vào chỗ sâu nhất trong nội tâm lăng tiêu nhưng ngay cả bạch y chiến thần cùng hoàng thái đều không có phát hiện lăng tiêu tâm giới đã tại vô thanh vô tức tràn ngập ra bọn họ thánh đạo ý thức tiến vào chính là lăng tiêu tâm giới Lăng tiêu giữ chặt tâm thần, chỉ là buông ra ký ức có liên quan giữa thần tiêu cốc và hoàng vô cực, cho nên bạch y chiến thần cùng hoàng thái nhìn thấy cũng là cảnh tượng trong thần tiêu cốc. Trên đỉnh đầu bạch y chiến thần và hoàng thái đều xuất hiện một màn sáng, trên đó biểu hiện ký ức của xuất chiến thiên hành và long ngạo thiên về thần tiêu cốc. Chiến thiên hành ký ức tự nhiên cực kỳ đơn giản. Chiến thiên hành một mực tu luyện trong thần tiêu cốc, hấp thu kiếp khí trong thần tiêu cốc, cuối cùng ngưng tụ bất diệt kiếp trùng, mọi người thấy chiến thiên hành lấy bất diệt kiếp chủng phá vỡ đại trận bên ngoài thần tiêu cung tiến vào trong thần tiêu cốc gặp lăng tiêu lăng tiêu dùng tên giả là hồ thanh sau đó dẫn tới đại chiến giữa chiến thiên hành và lôi linh vương cuối cùng chiến thiên hành và lôi linh vương lưỡng bại câu thương chiến thiên hành chật vật chạy ra thần tiêu cốc vị long sư đệ này thật sự là gan dạ sáng suốt mưu kế tốt liền liên chiến thiên hành sư huynh đều bị hắn lừa gạt hồ thanh lôi điện thật sự là cười chết ta ha 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 đúng vậy a à không nghĩ tới long sư đệ là như vậy mới thu phục lôi linh vương a chiến thiên hành thật sự là quá bi thảm không công vì long sư đệ làm giá y mọi người nhìn thấy bộ dáng chật vật của chiến thiên hành đều chừng to hai mắt buồn cười nở nụ cười mà sắc mặt lôi thiên tuyệt xanh mét lăng tiêu đùa giỡn chiến thiên hành như thế làm cho hắn cũng cảm giác được trên mặt không ánh sáng bất quá chiến thiên hành trí nhớ rất đơn giản tất cả mọi người là nhìn thấy chiến thiên hành sau khi rời khỏi thần tiêu cốc ở một chỗ bí cảnh bên trong dưỡng tốt thương thế liền trở về tông môn cũng không có cùng hoàng vô cực nổi lên xung đột xem ra hoàng vô cực không phải do chiến thiên hành giết chỉ sợ ký ức của long sư đệ mới là mấu chốt tất cả mọi người là không khỏi cả người chấn động bắt đầu cẩn thận quan sát lăng tiêu trí nhớ trong thần tiêu cốc lăng tiêu cùng độc cô cầu bại cùng nhau tiến vào thần tiêu cốc sau đó dưới sự truy sát của lôi linh trong lúc vô tình truyền vào trong thần tiêu cung gặp lôi linh vương trong thần tiêu cung lăng tiêu sở dĩ dám tiếp nhận thánh đạo vấn tâm là bởi vì hắn hiểu rõ thánh đạo vấn tâm biết thánh đạo vấn tâm cùng sư hồn bất đồng chính là trực tiếp khảo vấn bản tâm mà lăng tiêu tu luyện thái khiêm tâm phủ kinh ngưng tụ ra tâm giới thái khiêm tâm phủ kinh càng là đạt tới tầng thứ năm đỉnh phong chỉ kém một bước là có thể đột phá đến hiển thánh chi cảnh trong tâm giới lăng tiêu, có thể nói là theo tâm ý của hắn mà thiên biến vạn hóa, bạch y chiến thần cùng Hoàng Thái nhìn thấy, đều là lăng tiêu muốn cho bọn họ nhìn thấy, đều là ký ức sau khi trải qua lăng tiêu sửa chữa, cho nên Hoàng Thái nhất định phải thất vọng. Lăng tiêu ẩn đi thu hoạch của hắn ở trong thần tiêu cung, trên đại thể ghi lại một phần ký ức, bao gồm khảo nghiệm lôi linh vương ngụy trang thành khí linh cho bọn họ, cùng với tranh chấp giữa chừng với hoàng vô cực, thậm chí là dùng tên giả để hồ thanh dụ dỗ chiến thiên hành và lôi linh vương đại chiến liên quan đến chiến thiên hành bộ phận lăng tiêu tự nhiên không có thay đổi mảy may bởi vì này một bộ phận trí nhớ bạch y chiến thần cùng hoàng thái tại chiến thiên hành trong trí nhớ cũng có thể nhìn thấy phần mấu chốt nhất bị lăng tiêu sửa chữa bạch y chiến thần cùng hoàng thái đều là nhìn thấy chiến thiên hành cùng lôi linh vương lưỡng bại câu thương sau đó lôi linh vương trở nên cực kỳ suy yếu bị lăng tiêu nhặt được đại tiện nghi muốn đem lôi linh vương diệt sát lôi linh vương rơi vào đường cùng nhận lăng tiêu làm chủ lôi linh vương trở nên vô cùng suy yếu sau khi lăng tiêu cùng lôi linh vương rời khỏi thần tiêu cung vừa vặn gặp hoàng vô cực ở bốn phía bắt giết lôi linh hoàng vô cực đuổi giết lăng tiêu cùng lôi linh vương lăng tiêu không địch lại mà chạy trốn nhưng trong trí nhớ của lăng tiêu lại xuất hiện thân ảnh cường giả quỷ ma tộc lặng lẽ tiềm hành về phía hoàng vô cực vô cực thật sự không phải do hắn giết đó là khí tức của quỷ ma tộc ta không tin quỷ ma tộc làm sao biết giá họa cho chiến thiên hành trong chuyện này tất nhiên còn có âm mưu Hoàng Thái nhìn đến đây, vừa sợ vừa giận, đồng thời cũng là vô cùng không cam lòng. Trong lòng hắn đã nhận định là Lăng Tiêu giết Hoàng Vô Cực, nhưng giờ phút này đột nhiên phát hiện Lăng Tiêu cũng không phải là hung phạm sát hại Hoàng Vô Cực, loại tranh lệch tâm lý này khiến hắn khó có thể tiếp nhận. Cho nên hắn lựa chọn tiếp tục khảo vấn Lăng Tiêu nội tâm, xem xét sau đó chi nhớ. Sau đó, lăng tiêu cùng độc cô cầu bại chia lìa lăng tiêu vì đạt được đủ kiếp khí cùng lôi linh vương đi tới hồng liên cốc gặp cương giả quỷ ma tộc nô dịch nhân tộc đang thu hồng liên nghiệp hỏa cùng kiếp khí lăng tiêu dùng mưu kế đoạt đi kiếp khí trực tiếp ngưng tụ bất diệt kiếp chủng thậm chí giá họa cho hoàng vô cực một phần ký ức này tất cả đều là chân thật lăng tiêu cũng không có sửa chữa gì bởi vì Lăng Tiêu biết chuyện trong Hồng Liên Cốc, Cửu Trọng Đế khuyết khẳng định đã điều tra rõ ràng toàn bộ, bao gồm chuyện Lăng Tiêu giáo họa cho Hoàng Vô Cực, cho nên Lăng Tiêu cũng không có sửa chữa gì, bởi vì cái gọi là làm nhiều, sai nhiều. Lăng Tiêu chỉ là ở chỗ mấu chốt tiến hành sửa chữa, đem hắn chém giết Hoàng Vô Cực ký ức đổi thành hắn bị Hoàng Vô Cực đuổi giết, sau đó chạy ra thần tiêu cốc ký ức, về phần những bộ phận khác thì tất cả đều là chân thật. Loại ký ức vừa thật vừa giả này, ngay cả Lăng Tiêu chính mình cũng thiếu chút nữa tin tưởng. Chớ đừng nói chi là Bạch Y chiến thần cùng hoàng thái, bọn họ tự nhiên là một chút sơ hở đều nhìn không ra. Bọn họ cho rằng nhìn thấy chính là Lăng Tiêu chân thật nhất chi nhớ, làm sao sẽ nghĩ đến Lăng Tiêu tu luyện quá khiêm tốn phù kinh. Lăng Tiêu rời khỏi Hồng Liên cốc, liền thông qua Thượng Thanh Cổ thành trở về Chiến thần điện. Ong, trong hư không Bạch Y Chiến Thần cùng Hoàng Thái Đạo Quả đều là chậm rãi tiêu tán, mênh mông thánh đạo khí tức biến mất, mà Lăng Tiêu cùng Chiến Thiên Hành Thánh Đạo vấn tầm cũng kết thúc, trong ánh mắt hai người đều là lộ ra nghi hoặc cùng mê mang thần sắc, chỉ là khác nhau ở chỗ, Chiến Thiên Hành là thật sự nghi hoặc cùng mê mang, mà Lăng Tiêu hoàn toàn là giả bộ ra. Ta đã nói, Hoàng Vô Cực căn bản không phải Long Sư Đệ giết, hiện tại hết thảy điều tra ra manh mối. Không sai. Ta thấy Hoàng Vô Cực kiêu ngạo ưng ngạnh, 89 phần 10 là do cường giả quỷ ma tộc giết, thật không ngờ chuyện trong hồng liên cốc lại là do long sư đệ làm long sư đệ có thể coi là đại công thần của nhân tộc ta ngay cả đệ tử của cửu trọng đế khuyết cũng đều do long sư đệ cứu ra xem xong lăng tiêu cùng chiến thiên hành ký ức về sau mọi người cơ hồ đều sắp sôi trào từng cái từng cái trong ánh mắt tràn đầy vô cùng hưng phấn thần sắc lăng tiêu không phải hung thủ sát hại hoàng vô cực vậy là đủ rồi tiểu tử thối này lưu văn chính cũng nở nụ cười tảng đá lớn trong lòng rốt cục rơi xuống đất tuy rằng hắn lo lắng vô ích một hồi nhưng trong lòng cũng vô cùng cao hứng. Lăng tiêu quả thật giết hoàng vô cực, nhưng trí nhớ của lăng tiêu lại giấu giếm được bạch y chiến thần cùng hoàng thái. Trong lòng Lưu Văn Chính vừa vui mừng lại khiếp sợ, tiểu sư đệ này không đơn giản à, thậm chí ngay cả hai tôn thánh nhân đều giấu giếm. Điều này, làm sao có thể? Sắc mặt đám người lôi thiên tuyệt, chiến thiên hành và hình quân đều trở nên cực kỳ khó coi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin bọn hắn căn bản không nghĩ tới, Hoàng Vô Cực dĩ nhiên thật không phải Lăng Tiêu giết chết, thông qua Lăng Tiêu trí nhớ đến xem, Hoàng Vô Cực rất có thể là chết ở quỷ ma tộc cường giả trong tay. Bọn họ cũng không có hoài nghi Lăng Tiêu làm bộ, dù sao chiến thần trí tôn cùng Hoàng Thái hai người thi triển thánh đạo vấn tâm, đừng nói là Lăng Tiêu, lôi thiên tuyệt tự nghĩ coi như là chính hắn, cũng không có khả năng làm bộ, cho nên hắn cho rằng trí nhớ của Lăng Tiêu khẳng định là thật. Chỉ là kết quả này làm cho bọn họ khó có thể tiếp nhận. Không có khả năng, điều này không có khả năng, cường giả quỷ ma tộc làm sao dám tiến vào thần tiêu cốc. Hoàng vô cực rõ ràng chính là Long Ngạo Thiên giết chết, vì sao trong trí nhớ của hắn lại không phải, chiến thiên hành có chút thất hồn lạc phách, trong miệng thì thào lầm bẩm trong ánh mắt tràn đầy thần sắc không cam lòng mà điên cuồng. Nếu như có thể xác định hung thủ sát hại Hoàng vô cực là Long Ngạo Thiên, vậy bọn họ có thể tạo áp lực đem Long Ngạo Thiên giao cho Hoàng Thái xử trí. Cứ như vậy, phiên thiên ấn trên người Long Ngạo Thiên tự nhiên sẽ giao cho chiến thiên hành khống chế, nhưng hết thảy trước mắt làm cho tất cả tính toán của chiến thiên hành đều thất bại. Hoàng Thái trưởng lão, Thánh đạo vấn tâm kết quả ngươi cũng thấy được, sát hại Hoàng vô cực hung thủ không phải chiến thiên hành, cũng không phải Long ngạo thiên. Bạch y chiến thần bình tĩnh nhìn Hoàng Thái nói, thanh âm kỳ ảo mà mơ ảo. Hoàng Thái sắc mặt cũng là hơi có chút khó coi, dù sao hắn trước đó cơ hồ liền có thể xác định, Long Ngạo Thiên chính là hung thủ, hiện tại kết quả này cũng là ngoài dự liệu của hắn, bất quá hắn dù sao cũng là thánh nhân chi tôn, thần sắc trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh lạnh lùng nhìn lăng tiêu một cái nói long ngạo thiên lão phu hoài nghi có sai người cũng không phải hung thủ thật lão phu hướng người xin lỗi hoàng thái hướng lăng tiêu xin lỗi tất cả mọi người chiến thần điện đều hơi kinh hãi lập tức liền kích động cùng hưng phấn hoàng thái chính là thái thượng trưởng lão của cửu trọng đế khuyết thánh nhân cường giả giờ phút này lại xin lỗi long ngạo thiên đây đối với chiến thần điện mà nói tuyệt đối là một tin tức có thể làm cho bọn họ hãnh diện Tất cả mọi người là cảm giác được, lúc trước hậm hực khí tất cả đều bị quét sạch. Lăng tiêu nhàn nhạt, 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 nhìn Hoàng Thái một cái nói, Hoàng Thánh nếu biết sai rồi, ta đây tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Bất quá còn thỉnh Hoàng Thánh về sau lo sáng mắt, không nên xúc động như vậy, nếu là lan đến vô tội, chẳng phải có tổn hại người cùng cửu trọng đế khuyết danh dự. Long tiểu hữu quả nhiên có gan dạ sáng suốt. Thật sự là hậu sinh khảo ý a, à, lão phu nhớ kỹ ngươi. Hoàng Thái nhìn lăng tiêu thật sâu nói, mà người trung niên áo tím và thanh niên kiêu căng phía sau hoàng thái giờ phút này quả thực đều sắp tức nổ tung trong ánh mắt nhìn về phía lăng tiêu tràn đầy lửa giận và sát ý bởi vì cái gọi là chủ nhục thần chết hoàng thái chính là lão tổ của bọn họ nhìn thấy hoàng thái dĩ nhiên hướng long ngạo thiên xin lỗi bọn họ cũng đều cảm giác được đã bị vô cùng nhục nhã trung niên áo tím đột nhiên đứng ra nhìn chăm chăm lăng tiêu lạnh giọng nói bổn tọa hoàng vũ chính là cửu trọng đế khuyết hộ pháp trưởng lão long ngạo thiên hoàng vô cực tuy rằng không phải ngươi giết nhưng cái chết của hắn lại cùng ngươi có liên quan ta có mấy nghi vấn ngươi tới trả lời một chút lăng tiêu tùy ý với hoàng vũ một cái nói các ngươi cũng thấy được hoàng vô cực không phải do ta giết có điểm này là đủ rồi ta không có nghĩa vụ giải đáp nghi vấn của ngươi có nghi vấn gì tự mình đi điều tra đi lăng tiêu thái độ nhất thời giống như là chọc giận hoàng vũ đồng dạng ánh mắt của hắn phát lạnh nói long ngạo thiên chú ý thái độ của ngươi Ngươi mặc dù không có giết hoàng vô cực, nhưng hắn chết ngươi cũng thoát không được quan hệ, không nên khiêu chiến kiên nhẫn của ta. Ngươi là thứ gì? Cũng xứng ở chỗ này chất vấn ta. Nơi này là chiến thần điện, không phải cửu trọng đế khuất ngươi, muốn tác oai tác phúc, trở về cửu trọng đế khuất ngươi đi. Ở chỗ này mất mặt xấu hổ, xem như bản lĩnh gì. Nếu ngươi nói năng lỗ mãng, có tin ta giết ngươi hay không? Trong ánh mắt lăng tiêu sát cơ lóe lên, hắn đã sớm không kiên nhẫn với người của cửu trọng đế khuyết hoàng thái chính là thánh nhân hắn còn có thể nhường nhịn một hai nhưng là hoàng vũ này tính là cái gì vậy mà còn dám đi ra vênh mặt hết hàm sai khiến giết ta ha 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 tốt lắm ta đứng ở chỗ này có bản lĩnh ngươi liền tới giết ta chỉ là con kiến thần vương cảnh thật đúng là không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi của ngươi hoàng vũ giận dữ cười nói xung thân kinh khủng thánh uy tràn ngập để bốn phương hư không đều bắt đầu rung động hắn chính là cường giả đỉnh cao cửu truyền bán thánh, chỉ kém một bước là có thể chứng đạo thành thánh. Ngày thường ở trong cửu trọng đế khuyết cũng chấp trưởng đại quyền, quyền sinh sát trong tay, đệ tử cửu trọng đế khuyết cũng không dám làm càn trước mặt hắn, Long ngạo thiên chỉ có tu vi thần vương cảnh này là hoàn toàn chọc giận hắn. Hoàng thúc, chỉ là một con kiến hôi làm sao cần ngươi ra tay? Ta thay ngươi đến giáo huấn hắn. Thanh niên lãnh ngạo bên cạnh Hoàng Vũ nhìn chằm chằm lăng tiêu nói, ánh mắt như sói, hàn mang bắn ra bốn phía, tràn ngập sát ý lạnh như băng câm miệng hoàng thái ngăn cản hoàng vũ cùng lãnh ngạo thanh niên sau đó nhìn về phía bạch y chiến thần nói chiến thần đại nhân lão phu quả thật có mấy nghi vấn cần long tiểu hữu giải đáp kính xin chiến thần đại nhân đáp ứng bạch y chiến thần nhìn hoàng thái một cái bình tĩnh nói ta có thể để cho long ngạo thiên giải đáp nghi vấn của ngươi bất quá ngươi hẳn là biết long ngạo thiên vốn không có nghĩa vụ này hắn giải đáp ngươi một nghi vấn ngươi phải trả giá một viên ngộ đạo thánh đan ngộ đạo thánh đan người quả thực là sư tử há mồm, mơ tưởng. Hoàng Thái còn chưa nói gì, nhất thời sắc mặt Hoàng Vũ liền đại biến, lên tiếng thét chói tai. Làm càn. Bạch y chiến thần nhẹ trách một tiếng nói, lập tức thanh âm như sấm sét, ẩn chứa một cỗ mênh mông mà lực lượng thần bí, trực tiếp oanh ở Hoàng Vũ trên ngực, lập tức để cho Hoàng Vũ cả người run lên, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt trở nên vô cùng uể oải. Tu vi chiến thần đại nhân, thật sự là càng ngày càng sâu không lường được bất quá ngươi so đo với một tiểu bối không khỏi quá thất thân đi hoàng thái sắc mặt có chút khó coi vừa rồi bạch y chiến thần dễ dàng như vậy một kích khiến cho hoàng vũ bị thương nặng hắn thậm chí đều không kịp đi ngăn cản để cho trong lòng hắn khiếp sợ càng cảm thấy trên mặt không ánh sáng thánh nhân không thể nhục bạch y chiến thần thản nhiên nói ánh mắt hoàng thái hơi đổi gật đầu không nói thêm gì nữa Bạch Y Chiến Thần nói không sai, ở trong thần giới, thánh nhân đại biểu cho giáo hóa chúng sinh, nguồn xuất pháp tùy, tồn tại vô thượng tương hợp với bản nguyên đại đạo, không thể khinh nhục, vừa rồi chỉ bằng một câu nói của Hoàng Vũ, Bạch Y Chiến Thần giết hắn cũng không thành vấn đề, có thể thấy được Bạch Y Chiến Thần vẫn là hạ thủ lưu tình. Không nghĩ tới Chiến Thần đại nhân lại coi trọng ngộ đạo thánh đan của lão phu. Tốt lắm. Vậy như Chiến Thần đại nhân nói, một vấn đề một viên ngộ đạo thánh đan. Hoàng Thái nhìn Bạch Y Chiến Thần một cái, hơi trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Thủ đoạn của chiến thần trí tôn vẫn là quá ôn hòa. Lăng tiêu không khỏi lắc đầu, đối với vị chiến thần trí tôn này càng cảm thấy có chút thất vọng. Tiểu sư đệ, chiến thần đại nhân cũng không phải nhượng bộ, hắn ẩn nhẫn ngươi bây giờ còn không hiểu, về sau ngươi sẽ hiểu được. Bất quá ngộ đạo thánh đan thế nhưng là thứ tốt, ta cảm giác chiến thần đại nhân chính là vì ngươi cầu tới ngộ đạo thánh đan. Lưu Văn Chính giống như nhìn ra dị sắc trong ánh mắt lăng tiêu, lập tức cười truyền âm nói, ngộ đạo thánh đan đúng là thứ tốt lăng tiêu nhẹ gật đầu hắn cũng nghe nói qua ngộ đạo thánh đan đây là một loại có thể trợ thần vương cảnh viên mãn cường giả cả ngộ thánh đạo bản nguyên lĩnh ngộ đại đạo chân ý vô thượng linh đan chỉ bất quá loại này đan phương thập phần chân quý chỉ có một ít cường đại luyện đan sư mới có mà hoàng thái chính là đan thánh của cửu trọng đế khuyết hắn có đơn phương ngộ đạo thánh đan sở dĩ hắn tôn sùng địa vị trong cửu trọng đế khuyết cũng không phải bởi vì tư vi của hắn mà là bởi vì thân phận đan thánh của hắn Long Ngạo Thiên, ngươi hãy vì Hoàng Thái giải đáp nghi vấn, tất cả ngộ đạo thánh đan đều là của ngươi. Bất quá có chỗ khó xử không cần trả lời, ngươi nói không sai, nơi này là chiến thần điện, không cần sợ hắn. Thanh âm của bạch y chiến thần đột nhiên vang lên trong thức hải của Lăng Tiêu. Ánh mắt Lăng Tiêu hơi lóe lên, gật gật đầu. Long Ngạo Thiên, vấn đề thứ nhất của ta, trong thần tiêu cốc ẩn chứa lực lôi kiếp, quỷ ma tộc sợ nhất chính là lôi kiếp hỏa diễm loại này trí dương trí cương chi vật vì sao lại có quỷ ma tộc xuất hiện ở thần tiêu cốc? Hoàng Thái nhìn lăng tiêu hỏi, thần tiêu cốc xác thực ẩn chứa lực lôi kiếp, nhưng cũng không phải mỗi một quỷ ma tộc đều sợ lực lôi kiếp, các ngươi cũng thấy được trong trí nhớ của ta, ta đã từng bị cường giả quỷ ma tộc kia truy sát, theo ta thấy, hắn rất có thể là tàn hồn của quỷ ma tộc ma thánh. Lăng tiêu bình tĩnh hồi đáp, hắn mặc dù là đang bịa chuyện, nhưng cũng đã âm thầm vận chuyển quá khiêm tốn phù kinh, tâm tình giếng cổ không ngợn sóng, không có bất kỳ dị động nào, bởi vì lăng tiêu cảm giác được hoàng thái đang hỏi hắn vấn đề thời điểm cũng đang quan sát hắn nhất cử nhất động lăng tiêu mặt ngoài thập phần thả lỏng nhưng nội tâm cũng là sẵn sàng đón địch được rồi vấn đề thứ hai độc cô cầu bại cùng ngươi có lai lịch gì hoàng thái không có từ lăng tiêu trên người phát hiện bất kỳ cái gì không đúng hơi có chút thất vọng ngay sau đó hỏi ra vấn đề thứ hai thân phận của hắn tin tưởng các ngươi cũng đã điều tra qua hắn là người của anh hùng minh tuy rằng thanh danh của anh hùng minh ở thần giới không tốt lắm nhưng ta kết giao với ai cử trọng đế khuyết này hẳn là không còn được đi lăng tiêu lạnh lùng cười nói hoàng thái từ trên người của hắn tìm không ra vấn đề liền bắt đầu dẫn tới độc cô cầu bại trên người lăng tiêu lại há có thể nhìn không ra hoàng thái dụng ý độc cô cầu bại là thiếu minh chủ của anh hùng minh anh hùng minh đều là một đám cặn bã phản bội thần giới thậm chí còn cấu kết với ma tộc người người đều phải chu diệt người kết giao với người như vậy chỉ sợ sẽ tổn hại uy danh của Chiến Thần Điện, hơn nữa độc cô cầu bại trong không gian thần ma đã giết không ít đệ tử của Cửu Trọng Đế Khuyết Ta, hắn đã bị liệt vào danh sách tất sát của Cửu Trọng Đế Khuyết Ta, mong rằng ngươi tự giải quyết cho tốt." Hoàng thái đạm mạc nói. Cái này không khỏi hoàng thái trưởng lão quan tâm. Lăng Tiêu không mặn không nhạt hồi đáp. "Ngươi giả mạo danh hiệu Hoàng Vô Cực, đánh lén Hồng Liên Cốc, nhưng làm cho quỷ ma tộc đem mũi nhọn nhắm vào Cửu Trọng Đế Khuyết Ta, giết vô số đệ tử Cửu Trọng Đế Khuyết, việc này ngươi nên giải thích thế nào?" Ánh mắt Hoàng thái phát lạnh, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói, trong giọng nói có một tia chất vấn. Lăng Tiêu thầm nghĩ, điểm này cũng là chỗ dễ gây khó dễ nhất của Cửu Trọng Đế khuyết. Bất quá Lăng Tiêu thần sắc vẫn như cũ rất bình tĩnh, cười lạnh một tiếng nói, "Hoàng thái trưởng lão, người cũng đã thấy được, Hoàng vô cực vì cướp đoạt bảo vật của ta cùng truyền thừa truy sát ta, ta Long Ngạo Thiên cũng không phải là cái gì lấy đức báo oán người. Hậu quả ngươi giả mạo Hoàng vô cực chính là làm cho mấy trăm đệ tử Cửu Trọng Đế khuyết ta chết trong tay quỷ ma tộc, ngươi có biết tội không?" Hoàng Vũ cũng quát lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. "Hoàng thái trưởng lão, ba vấn đề ta đều đã giải đáp xong, mau lưu lại Ngộ đạo Thánh Đan đi thôi, chiến điện ta không hoàn nghênh các ngươi." Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói, Hoàng thái cùng Hoàng Vũ đều là trong lòng tức giận, nhưng lại không thể phát tiết, tuy rằng Lăng Tiêu giả mạo Hoàng vô cực, nhưng Lăng Tiêu xác thực không có giết Hoàng vô cực, cái này dẫn đến bọn họ xuất sư vô danh, muốn hưng sư vấn tội đều không có lý do. Đúng vậy, hoàng thái chiến điện ta không hoan nghênh các ngươi mau cút đi lưu văn chính cũng cười lạnh nói hắn đã sớm nhịn không được hoàng thái cùng hoàng vũ đám người một bộ hùng hồ do người dáng vẻ để cho trong lòng hắn vô cùng nén giận hận không thể trực tiếp xông lên cùng hoàng thái đại chiến một hồi đặt ở trăm vạn năm trước hắn đã sớm đem hoàng thái đánh cho mẹ hắn cũng không nhận ra hắn ba viên ngộ đạo thánh đan chiến thần đại nhân xin cất kỹ hoàng thái ánh mắt khôi phục bình tĩnh tay dương lên nhất thời một đạo màu trắng ngà bình ngọc bay tới bạch y chiến thần trước mặt Bạch Y chiến thần tiếp nhận bình ngọc sau khi mở ra, lập tức một cỗ hương thơm tản ra, làm cho người nghe chi tinh thần đại chấn. Hắn gật gật đầu, sau đó đem ba khoảng ngộ đạo thánh đan ném cho Lăng Tiêu nói, là ngộ đạo thánh đan, còn không cảm tạ Hoàng Thái trưởng lão. Lăng Tiêu nhận lấy, đối với Bạch Y chiến thần lạnh nhạt cười nói, muốn cảm tạ, hay là muốn cảm tạ chiến thần đại nhân, đây là ta nên được thù lao, không cần cảm tạ bất luận kẻ nào. Hoàng Thái thật sâu nhìn Lăng Tiêu một cái, sau đó vung tay áo nói, chúng ta đi. Lúc này đây tới chiến thần điện, Hoàng Thái cảm giác được đem mặt mũi đều mất hết, hết lần này tới lần khác hắn lại không chỗ phát tiết, nghẹn một bụng hỏa khí, nhưng chiến thần điện là đợi không nổi nữa, chỉ có thể trước rời đi nơi này. Bất quá hắn đã đem lăng tiêu nhớ kỹ, về sau tự nhiên có rất nhiều thủ đoạn thu thập tiểu tử này. Chậm đã. Nhưng vào lúc này, thanh âm lăng tiêu vang lên. Ngươi còn có chuyện gì? Hoàng Thái quay đầu, nhìn chăm chăm lăng tiêu mặt không chút thay đổi nói, Hoàng Thái trưởng lão, ta chiến thần điện là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương sao? Lăng tiêu nhìn thẳng Hoàng Thái nói, thanh âm trong trẻo vô cùng. Tất cả mọi người ngây ngần cả người. Sự tình không phải nên hiểu rõ sao. Long ngạo thiên này lại muốn làm gì? Hắn lại ngăn cản Hoàng Thái trưởng lão, đây là muốn làm chuyện tiết tấu A. À. Chẳng biết tại sao, chiến thần điện tất cả mọi người là có chút hưng phấn lên, ngay cả bạch y chiến thần trong ánh mắt cũng là lộ ra một tiếng khác thường thần sắc. Ồ, Chẳng lẽ ngươi còn muốn lưu lão phu lại sao? Trong ánh mắt Hoàng Thái Hàn mang chợt lóe, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, thánh uy kinh khủng quanh thân ẩn mà không phát ra, giống như lôi đình ầm ầm rung động, hắn là triệt để động thật giận. Ta thân là Chiến Thần Điện đệ tử, một người chi vinh nhục không sao, nhưng là các ngươi hưng sư vấn tội với ta, chính là nhục ta Chiến Thần Điện, nhục ta Chiến Thần Điện người, ta Lăng Tiêu thề chết cũng muốn đòi một cái công đạo lăng tiêu trong ánh mắt sắc mang bạo lóe nhìn gần hoàng thái quanh thân tản mát ra một cỗ thần uy khủng bố thanh âm sụp sôi trong phút chốc giống như lôi đình xuyên thấu mây xanh chuyển khắp toàn bộ chiến thần điện hoàng thái trưởng lão dám đánh một trận không thanh âm lăng tiêu nổ vang trên chiến sơn làm cho tất cả mọi người lặng ngắt như tờ trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ khó có thể tin hoàng thái trưởng lão là ai thánh nhân lão tổ cửu trọng đế khuyết mấy chục vạn năm trước cũng đã chứng đạo thành thánh tu vi hôm nay càng sâu không lường được ai cũng không biết hắn đã đạt tới loại cảnh giới nào mà lăng tiêu chỉ là thần vương cảnh viên mãn tu vi cùng hoàng thái trưởng lão kém mười mấy cái tiểu cảnh giới hắn vậy mà muốn khiêu chiến hoàng thái trưởng lão tất cả mọi người cảm giác được phảng phất là mình nghe lầm cái này giống như là con kiến hôi muốn khiêu chiến thần long bình thường buồn cười để cho mọi người hoảng hốt trong lúc đó cảm giác được phảng phất đặt mình ở trong mộng đồng giả long ngạo thiên hắn điên rồi chiến thiên hành cả người chấn động trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin thật cho rằng khống chế phiên thiên ấn có thể cuồng vọng cùng kiêu ngạo như thế sao phiên thiên ấn tuy mạnh nhưng cũng chỉ là một kiện thánh bảo mà thôi lôi thiên tuyệt cười lạnh một tiếng ánh mắt nhìn lăng tiêu giống như nhìn kẻ ngốc hắn trong nháy mắt liền hiểu được lăng tiêu sở dĩ dám khiêu chiến hoàng thái là bởi vì lăng tiêu khống chế phiên thiên ấn nhưng tu vi lăng tiêu dù sao cũng chỉ có thần vương cảnh coi như là phiên thiên ấn mạnh hơn nữa chỉ sợ hắn ngay cả một phần vạn lực lượng cũng không phát huy được trăm vạn năm trước xích long chiến thần chưa chứng đạo thành thánh có thể chấp trưởng phiên thiên ấn đánh chết thánh nhân khi đó xích long chiến thần khoảng cách chứng đạo thành thánh cũng chỉ là một bước xa mà thôi hơn nữa cùng phiên thiên ấn hòa là một thể như cánh tay chỉ huy lôi thiên tuyệt không cho rằng lăng tiêu có thể phát huy ra lực lượng phiên thiên ấn hơn nữa hoàng thái thân là thánh nhân trong tay cũng không phải không có vô khuyết thánh bảo nếu hắn muốn chết vậy thành toàn cho hắn thánh nhân không thể nhục hoàng thái trưởng lão sẽ không bỏ qua cho hắn hình quân cũng là cười lạnh nói cảm giác lăng tiêu chính là thật sự muốn chết hoàng thái thực lực rất mạnh người căn bản không phải là đối thủ của hắn coi như là có phiên thiên ấn cũng không được quân tử báo thù một vạn năm cũng không muộn chờ ngươi chứng đạo thành thánh giết hắn như giết chó lưu văn chính cũng lo lắng vội vàng truyền âm cho lăng tiêu nói tiểu sư đệ này quá không mất lo vốn cho rằng sự tình cứ như vậy kết thúc thật không ngờ lăng tiêu lại muốn khiêu chiến hoàng thái quả thực sắp dọa trái tim lưu văn chính ra ngoài long sư đệ quá mạnh đám người thiên cương đều mở to hai mắt căn bản không biết nói cái gì cho phải cuối cùng chỉ có thể cười khổ một tiếng hoàng thái mắt sâu thẳm mà đạm mạc phảng phất là vô tận hắc ám tinh không có thể thôn phệ hết thảy hắn lẳng lặng nhìn lăng tiêu tuy rằng mặt không chút thay đổi nhưng là tất cả mọi người là cảm giác được hoàng thái giờ phút này liền giống như sắc phun trào núi lửa bình thường tùy thời đều có thể bộc phát ngươi muốn khiêu chiến ta hoàng thái thanh âm rất nhẹ nhưng ẩn chứa một loại làm cho người ta không rét mà run ba động long ngạo thiên ta tuy rằng bất tài nhưng cũng nguyện ý dùng thân này để bảo vệ tôn nghiêm của chiến thần tiện ta hoàng thái trưởng lão ta coi như không phải là đối thủ của ngươi nhưng hôm nay coi như là máu tươi tại chỗ cũng sẽ không tiếc thanh âm lăng tiêu âm vang hữu lực giống như kim thạch liệt vân hắn sở dĩ dám khiêu chiến hoàng thái dựa vào đúng là phiên thiên ấn hôm nay lô linh vương trở thành khí linh của phiên thiên ấn lăng tiêu đã hoàn toàn luyện hóa phiên thiên ấn có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất của trí bảo này hiện giờ vẹn vẹn là phiên thiên ấn còn chưa đủ mấu chốt nhất chính là hiện tại ở chiến sơn trên chiến sơn có thánh đạo ấn ký của các đời cường giả chiến điện lăng tiêu triệt để luyện hóa phiên thiên ấn là có thể khiến cho thánh đạo cộng minh đến lúc đó mang theo trừ thánh lực coi như là đối mặt thánh nhân chân chính cũng có lực đánh một trận chiến thần điện cần một trận đại thắng để kích phát chiến ý trong lòng mọi người chiến thần điện kích phát cái loại chiến thiên chiến điện này chiến trư thiên vạn giới vô địch chi tâm nếu cứ như vậy để cho đám người hoàng thái đi cố nhiên không có tổn thất gì nhưng đây cũng không phải là lăng tiêu muốn lăng tiêu chính là muốn thông qua trận chiến này nói cho mọi người phạm chiến thần điện người mặc dù xa tất chu hoàng thái còn chưa nói gì cái kia lãnh ngạo thanh niên nhất thời liền nhị không được nhảy ra long ngạo thiên ngươi xem như là vật gì muốn khiêu chiến lão tổ nhà ta ngươi còn không có tư cách này có gan cùng ta chiến một trận ta thật đúng là muốn nhìn xem ngươi từ đâu tới sức mạnh sát khí trong mắt thanh niên lãnh ngạo vô cùng mãnh liệt, gắt gao nhìn chăm chăm lăng tiêu nói: Long ngạo thiên, hoàng vô đạo chính là thiên tài tuyệt thế của cửu trọng đế khuyết ta, chỉ cần ngươi không vận dụng phiên thiên ấn, ngươi ngay cả hoàng vô đạo cũng đánh không thắng, còn muốn khiêu chiến lão tổ nhà ta, hoàng vũ cũng là cười lạnh một tiếng nói: bất quá hắn cũng là tâm cơ thâm trầm, sớm lấy lời ngăn chặn lăng tiêu vận dụng phiên thiên ấn khả năng. dù sao phiên thiên ấn khủng bố mọi người đều biết coi như là Lăng Tiêu không cách nào vận dụng Phiên Thiên Ấn toàn bộ lực lượng, nhưng nói vậy đánh bại Hoàng Vô Đạo vẫn là chuyện rất nhẹ nhàng. Chỉ bằng hắn, không cần Phiên Thiên Ấn, ta ba chiêu là có thể giết hắn." Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói, ánh mắt trung phong mang vô cùng. "Ba chiêu?" Hoàng Vô Đạo hơi sững sờ, lập tức liền nổi giận, đây quả thực chính là nhục nhã lớn lao, Lăng Tiêu chỉ có tu vi thần vương cảnh viên mãn mà hắn lại là ba chuyển bán thánh, lại nói muốn ba chiêu đánh chết hắn, quả thực chính là không có đem hắn để ở trong mắt. Long Ngạo Thiên, người đã thành công chọc giận ta, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta sẽ phế đi tu vi của ngươi, cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết." Hoàng Vô Đạo giận dữ cười nói, sát khí trong mắt giống như thực chất. Coi như là hắn thiên phú không tệ, nhưng không cần phiên thiên ấn, hắn làm sao có thể ba chiêu chiến thắng Hoàng Vô Đạo? ta nghe nói cái này hoàng vô đạo cực kỳ khó lường, tam chuyển bán thánh thực lực, đã từng cơ giết qua tứ chuyển bán thánh cường giả, long sư đệ là quá sơ xuất. Đúng vậy, quá xúc động. Tất cả mọi người chiến thần điện lắc đầu thờ dài nói, có người lộ ra vẻ thất vọng. Vốn bọn họ còn cho rằng Long Ngạo Thiên có ngạo gốt bong bong, có huyết khí cùng dũng cảm ngập trời, nhưng hiện tại xem ra cũng chỉ là mãng phu mà thôi, người như vậy có lẽ rất có thể sẽ đem chiến thần điện cũng kéo vào vực sâu vạn kiếp bất phục muốn chiến thì chiến sau khi đánh bại ngươi ta sẽ có tư cách khiêu chiến hoàng thái trưởng lão chứ lăng tiêu thản nhiên nói trong ánh mắt lộ ra một tia thần mang huyết sắc chiến ý quanh thân trong nháy mắt nở rộ ra để cho tứ phương bầu trời đều đang kịch liệt rung động chờ ngươi đánh bại ta trước rồi nói sau hoàng vô đạo quanh thân sát khí ngập trời trong phút chốc nở rộ ra từng đạo lôi quang rực rỡ hoành không một quyền hướng lăng tiêu đánh tới hắn đã sớm nghẹn một bụng hỏa khí giờ khắc này xung thân khủng bố thánh uy bộc phát ra, cả người phảng phất hóa thân thành lôi đình thánh nhân, trực tiếp thi triển ra lôi đế quyết lực lượng, uy lực vô cùng. Hoàng vô đạo chính là đệ tử chân truyền của cửu trọng đế khuyết, thiên phú cho dù so với hoàng vô cực cũng không kém chút nào, giờ phút này thi triển lôi đế quyết, xung quanh lôi quang mãnh liệt, khống chế phòng lôi đầy trời, trên quyền ấn phẳng phất có một mảnh lôi đình thế giới nở rộ, bao phủ lăng tiêu, trong mảnh lôi đình thế giới kia, phảng phất có một đạo thân ảnh thần bí hiện ra, quanh thân tản ra đế uy ngập trời, muốn phá tan hết thảy, lôi đế chân thân sao? Ánh mắt lăng tiêu trung phong mang trượt lóe, lôi đế quyết của Hoàng Vô Đạo cũng đã tu luyện tới cảnh giới cực kỳ tinh thâm, ngưng tụ ra chân thân lôi đế, để cho thực lực của hắn tăng gấp bội. Giết! Lăng tiêu quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt tung trời mà lên, huyết khí quanh thân ngập trời, tản ra một cỗ dao động bất hủ, giống như là thái cổ thần thú từ trong ngủ say thức tỉnh, làm cho hư không bốn phía đều kịch liệt rung động. Hơn nữa, lăng tiêu trong cơ thể còn có từng đạo tử quang bắn ra, ở trên lồng ngực của hắn phòng phất có một viên mặt trời màu tím, để cho hắn cả người đều nhiều hơn vài phần uy nghiêm cùng thần bí. Đó là bất diệt kiếp chủng của lăng tiêu, nhất là trong thế giới phiên thiên ấn. Lăng tiêu cắn nuốt kiếp khí vô tận, đã mài bất diệt kiếp trùng đến cảnh giới cực kỳ viên mãn, nuôi ngược bản thân, làm cho thân thể của hắn càng ngày càng, càng cường đại so với trước khi hắn tiến vào thế giới phiên thiên ấn đều cường đại gấp mấy lần cho nên đối mặt với hoàng vô đạo hắn chỉ đơn giản đánh ra một quyền răng rắc từng đạo hỗn độn quang nở rộ ra một quyền này của lăng tiêu cổ sơ vô cùng đón lấy lô quang đầy trời mà lên phẳng phất là tay trời xanh trực tiếp đem mảnh lôi đình thế giới mênh mông kia đều đánh nổ sau đó cùng lôi đế chân thần đụng vào nhau giống như một mặt trời nhỏ nổ tung trên bầu trời nhấc lên một cỗ thần quang phong bạo vô cùng khủng bố Lăng Tiêu thi triển lực lượng thân thể mạnh nhất, từ khí quanh thân bốc lên, những tia sét kia rơi vào trên thân thể hắn, thế nhưng phát ra tiếng kim thiết giao kích, làm cho tứ phương thiên khung đều đang kịch liệt rung động. Bùm! Lôi đế chân thân phẳng phất cũng không cách nào thừa nhận lực lượng một quyền này của Lăng Tiêu, ầm ầm lập tức nổ tung, Hoàng Vô Đạo sắc mặt đại biến, cả người cực nhanh lui về phía sau, đồng thời song trưởng hoành không rời khỏi, hai đạo lôi long mãnh liệt hướng Lăng Tiêu nghênh đón. A! À, Aang! À, à tiếng rồng ngâm chấn động tứ phương, nhưng dưới đạo hỗn độn quyền ấn của Lăng Tiêu cũng bị chôn vùi trong nháy mắt. Hoàng Vô Đạo bị một cỗ vô cùng thần lực trực tiếp tung bay, cả người như bị sét đánh, khí huyết bốc lên, trên ngực đều nở rộ ra từng đạo sáng chói phù văn, trực tiếp bay tứ tung mấy trăm trượng. Đáng chết! Ánh mắt Hoàng Vô Đạo âm trầm, tràn ngập vẻ kinh nộ đan sen. Hắn căn bản không nghĩ tới thân thể lăng tiêu lại khủng bố như thế, chẳng những lôi đế quyết của hắn không thương tổn được thân thể lăng tiêu, mà ngay cả chân thân lôi đế cũng bị lăng tiêu một quyền oanh nát lôi đế quyết được xưng là công phạt vô cùng ở trước mặt thân thể lăng tiêu lại có vẻ yếu đuối vô lực như thế đây là vô lậu chân thân hoàng vũ cả người chấn động trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó tin vạn kiếp bất diệt thánh pháp không chỉ là chiến thần điện đệ nhất tuyệt thế thánh pháp mà ngay cả những bất hù thánh địa khác cũng hiểu rất rõ đối với việc này thậm chí nghe đồn vạn kiếp bất diệt thánh pháp chính là một môn đế kinh không trọn vẹn, ẩn chứa lấy lực chứng đạo, thân thể bất hủ trung cực huyền bí. Thế nhưng vạn kiếp bất diệt thánh pháp cực khó tu luyện, cửa thứ nhất chính là nhất định phải ngưng tụ bất diệt kiếp trùng, sau đó lấy bất diệt kiếp trùng làm cơ sở, không ngừng thôn phệ chư thiên kiếp khí, mài thân thể của mình, mài hoàn mỹ không tì vết, hình thành chân thân vô lậu. Trong truyền thuyết vô lậu chân thân, thân thể cường hãn tuyệt luân tự thành tiểu thế giới thậm chí có thể cùng đỉnh phong bán thánh một trận chiến vô lậu chân thân lại tiến thêm một bước chính là nhỏ máu sống lại chỉ cần còn lại có một giọt máu thịt là có thể sống lại cái này thậm chí đã có thể so với cường đại thánh nhân dù sao thánh nhân khống chế đại đạo bản nguyên nói ra pháp tùy nhưng cũng không phải mỗi một thánh nhân đều có thể đạt tới nhỏ máu sống lại cảnh giới mà vạn kiếp bất diệt thánh pháp nghe nói chỉ cần có thể đạt tới nhỏ máu sống lại cảnh giới là có thể thân thể thành thánh còn không phải vô lậu chân thân, nhưng bất diệt kiếp chủng của hắn đã viên mãn, đột phá vô lậu chân thân cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trong ánh mắt Hoàng Thái cũng lộ ra một tia trịnh trọng. Lăng tiêu một quyền liền đánh nát lôi đế chân thân, đem Hoàng vô đạo cho đánh lui, cũng là để cho đông đảo chiến thần điện đệ tử cùng trưởng lão đều là sợ hãi than không thôi. Có lẽ, vị Long sư đệ này thật đúng là không có mạnh miệng, hắn thật sự có khả năng ba chiêu đánh chết Hoàng vô đạo. Trong lòng có người sinh ra một ý niệm, vô lậu chân thân, vô lậu chân thân nếu tiểu sư đệ thật sự có thể ngưng tụ vô lậu chân thân trước bán thánh vậy hắn coi như là thân thể thành thánh cũng không phải là không có khả năng trong lòng lưu văn chính cũng chấn động kịch liệt bỗng nhiên nghĩ tới khả năng nào đó nhất thời cả người run rẩy trong thần giới tuy rằng con đường thánh đạo ngàn vạn con mỗi người đều có thể tìm hiểu ra thánh đạo của mình nhưng nói tóm lại chính là bốn loại thánh đạo thân thể thành thánh đại đạo pháp tắc thành thánh nguyên thần thành thánh cùng tâm thánh mà trong bốn loại thánh đạo này Phổ biến nhất tự nhiên chính là đại đạo pháp tắc thành thánh cùng nguyên thần thành thánh, tâm thánh bởi vì có hạn chế đặc thù, cần pháp môn tu luyện đặc thù, cho nên thành tựu tâm thánh cũng không nhiều. Phần lớn là cao tăng đại đức trong Phật môn, chỉ có thân thể thành thánh là khó nhất, nhưng thân thể thành thánh cũng mạnh nhất. Thân thể thành thánh được xưng là đồng giai vô địch, thiên địa diệt mà ta bất diệt, chư thiên băng mà thân thể bất hủ nhưng coi như là được xưng thân thể cường đại nhất yêu tộc cùng ma tộc, muốn thân thể thành thánh cũng không phải dễ dàng như vậy, nhân tộc liền càng thêm gian nan, có lẽ trăm vạn năm cũng không nhất định xuất một cái thân thể thành thánh người. Chiêu thứ nhất, Lăng Tiêu nhìn Hoàng Vô Đạo bình tĩnh nói, mà loại tư thái thản nhiên ung dung này của hắn, nhìn ở trong mắt Hoàng Vô Đạo, quả thực chính là không nhìn cùng khinh miệt, nhất thời làm cho sắc mặt Hoàng Vô Đạo đỏ lên, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Long Ngạo Thiên, người thật sự cho rằng ngươi có thể ba chiêu giết ta sao, cuồng vọng. Hôm nay ta sẽ cho ngươi kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là thánh pháp vô thượng. Trong ánh mắt hoàng vô đạo sát khí mãnh liệt, quát to một tiếng, lập tức quanh thân tản mát ra từng đạo khí tức vô cùng khủng bố, khi thế cả người dĩ nhiên cũng bắt đầu tăng vọt lên, sau đó ngang trời đánh tới lăng tiêu, thiên đế xả thân thuật. Giết! 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 khí huyết của Hoàng Vô Đạo giống như là thiêu đốt lên, tinh khí thần cả người đạt tới một loại cực hạn, trong hai mắt phẳng phất có một vòng nhật nguyệt bay lên, ở phía sau hắn xuất hiện một đạo bóng dáng hỗn độn mơ hồ, tuy rằng không thấy rõ khuôn mặt, nhưng tản mát ra một cỗ lực lượng làm cho tâm thần người ta chấn động. Hoàng Vô Đạo cùng cái kia một đạo hỗn độn thân ảnh trong nháy mắt dung hợp cùng một chỗ, khí tức tăng vọt, dĩ nhiên trong phút chốc liền vượt qua tam chuyển bán thánh cực hạn, đến cuối cùng trực tiếp bay lên tới lục chuyển bán thánh đỉnh phong, mới ngừng lại. Vèo, hắn một ngón tay ngang trời, hướng tới Lăng Tiêu Mi tâm điểm đến, kia một đạo hỗn độn kiếm quang phảng phất đến từ tại khai thiên tích địa trước, có được xuyên thủng hết thảy lực lượng dao động. Hết chương 1690 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.